Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 64. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi đi theo Sở Vân Phi rời đi, mấy người xuyên qua trung thành, rất nhanh liền đi tới vị trí nội thành. Tiêu Phàm cau mày, hắn cảm giác cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc, sau nửa ngày ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tụ, đây là đường đi đến cấm địa Sở gia. Khó trách cảm giác hết sức quen thuộc, bởi vì thời điểm Hề lão dẫn hắn đến là buổi tối. Thời điểm rời đi lại tương đối gấp, cho nên không có hoàn toàn rõ ràng. Nhưng là có mấy ngọn núi Tiêu Phàm nhận ra, thông qua mấy ngọn núi, Tiêu Phàm nhìn ra vị trí trước chính là cấm địa Sở gia. Muốn đem ta lừa gạt vào cấm địa Sở gia sao? Tiêu Phàm cười thầm. Không thể không nói Sở gia thật đúng là không phải âm hiểm bình thường, biết rõ Tiêu Phàm vì cứu cha mẹ, nhất định sẽ theo Sở Vân Phi tiến đến. Bởi vì dù là Tiêu Phàm liều mạng, Sở Lăng Tiêu cũng sẽ không e ngại, theo Sở Lăng Tiêu, lấy năng lực Sở gia bắt Tiêu Phàm cũng không phải là sự tình khó khăn. Chỉ là Sở Lăng Tiêu sợ hình tượng trong lòng tất cả mọi người Sở gia cổ thành bị phá hư mà thôi, thật muốn làm hắn tức giận. Đến thời điểm bắt Tiêu Phàm, tùy tiện cho hắn một cái tội danh, người Sở gia chẳng lẽ còn dám chất vấn Sở Lăng Tiêu hắn hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng, cho nên Sở Lăng Tiêu một bên rèm pha mẫu thân Tiêu Phàm, một bên quan sát cảm xúc Tiêu Phàm, hắn đang đánh cược Tiêu Phàm là một kẻ trọng tình nghĩa. Hắn sở dĩ thừa nhận vấn đề biết rõ phụ mẫu Tiêu Phàm, thứ nhất là hiển lộ rõ ràng bản thân nhân từ, thứ hai là muốn có được ngọc bội trên người Tiêu Phàm. Từng ấy năm tới nay, Sở Lăng Tiêu nghĩ hết biện pháp, dùng đủ loại thủ đoạn tra tấn phụ thân Tiêu Phàm, chỉ vì bức bách Sở Lăng Vi nói ra nơi có ngọc bội. Nhưng mà Sở Lăng Vi một mực im lặng, nàng tình nguyện tiến vào phong ấn chi địa đối mặt mệnh chọc chi khí cũng không nói cho hắn ngọc bội ở phương nào. Sở Lăng Tiêu cũng không có cách nào, chỉ có thể từ trên người Tiêu Phàm tìm kiếm manh mối. Sở Vân Phi, ngươi là mang chúng ta đi đâu? Tiêu Linh Nhi cũng cảm giác có chút không thích hợp, quát lớn. Đương nhiên là đi tìm phụ mẫu các ngươi. Sở Vân Phi quay đầu cười một tiếng, nụ cười băng lãnh tới cực điểm, dù biết rõ Tiêu Phàm là biểu đệ hắn. Sát ý Sở Vân Phi vẫn như cũ không giảm. Cha ngươi không phải nói mẫu thân của ta là hạ nhân Sở gia đã sớm chết sao? Làm sao hiện tại lại sống? Hắn là đánh giám sao? Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như không phải Hề lão nói cho hắn biết, mẫu thân hắn đã tiến vào phong ấn chi địa, hắn thật đúng là tin. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra, phụ tử Sở Lăng Tiêu tại sao cừu thị bọn họ như thế? Thật chẳng lẽ chỉ là vì khối ngọc bội kia sao? Coi như ngọc bội có thể mở ra một dạng bí bảo, có thể làm cho cổ tộc Sở gia cường thịnh thì như thế nào, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng muội muội mình? Người một nhà các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, lộ ra sát cơ. Yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Tiêu Linh Nhi, thầm nghĩ trong lòng, nếu như biết rõ các ngươi là để cho ta tới nơi này, ta đã sớm đáp ứng. Nếu như là đi nơi khác, Tiêu Phàm thật đúng là lo lắng, nhưng đến nơi này, Tiêu Phàm lại không sợ hãi. Cấm địa Sở gia, người Sở gia không cách nào tiến vào, nhưng không có nghĩa là Tiêu Phàm hắn không thể, chí ít đối với hắn mà nói không có bất kỳ nguy hiểm sinh mạng nào. Mấy người đi nửa chén trà nhỏ thời gian, Sở Vân Phi rốt cục dừng lại, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi. Đến chưa, cha ta đâu, Tiêu Linh Nhi lạnh giọng nói. Nàng chỉ gặp qua mẫu thân của nàng, rất muốn biết rõ phụ thân nàng có bộ dáng gì. Tiêu Phàm làm sao không biết, bất quá hắn biết muốn cứ như vậy mang cha mẹ của hắn đi là không có khả năng. Ngươi muốn như vậy gặp cha ngươi sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại, lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đứng ở phía trước. Phía sau còn có mấy đạo thân ảnh, vậy mà tất cả đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên, hơn nữa trong tay hai người ở trong đó đều dẫn theo một đạo thân ảnh. Con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, hắn một cái liền nhận ra một người trong đó, đúng là gia gia Tiêu Hạo Thiên. Một người khác mặc dù chưa thấy qua, nhưng từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc thấy qua, hơn nữa nhớ kỹ khuôn mặt này, trừ phụ thân Tiêu Trường Phong hắn còn có thể là ai. Chỉ là so với lúc trước. Tiêu Trường Phong không còn hăng hái, cả người bẩn thỉu, trên người kết thành huyết u thật dày, vết thương sâu thấy xương trải rộng toàn thân.
Rất hiển nhiên, những năm này Tiêu Trường Phong gặp tàn phá cực kỳ tàn ác, trong mắt Tiêu Phàm sớm nhìn đi ra Tiêu Trường Phong đã bị phế tu vi, tứ chi đứt đoạn, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, dù là muốn tự sát đều không có khả năng. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn không kiêng nể gì cả phóng ra, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Nếu như nói Tiêu Phàm còn có cái gì để uy hiếp, vậy cũng chỉ có thân nhân hắn. Linh Nhi, đi mau. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, con người Tiêu Hạo Thiên đục ngầu đột nhiên lộ ra một cỗ huyết tinh quang mang, nói ra câu nói này đều rất giống dùng hết toàn lực. Bộ dáng Tiêu Phàm biến đổi, Tiêu Hạo Thiên không nhận ra, bất quá hắn lại biết rõ thân phận Tiêu Linh Nhi. Đi, bọn hắn còn có thể đi chỗ nào? Sở Vân Phi khịt mũi coi thường nói. Sở Lăng Tiêu, người còn là người sao? Tiêu Phàm liền con mắt đều không nhìn Sở Vân Phi một cái, con người màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu nói. Ta có phải người hay không không tới phiên ngươi bình phán, nếu như không phải Hề lão quỷ nói ngươi có thể giải quyết an nguy gia tộc ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại. Sở Lăng Tiêu cười lạnh. Bị một hậu bối khiêu khích, hắn có thể nhẫn đến hiện tại đã rất không tệ. Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ ràng sắc mặt Sở Lăng Tiêu xấu xí, Hề lão là sư tổ hắn, hắn vậy mà một câu Hề lão quỷ, dạng người đến đạo lý tôn sư trọng đạo cũng không hiểu, còn hy vọng hắn có thể nói cái gì thân tình. Sở Vân Phi tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, tại sao lần trước phụ thân hắn không cho hắn giết Tiêu Phàm, nguyên lai là đã sớm biết rõ Tiêu Phàm còn có giá trị lợi dụng. Thả cha và ra ra ta ra, người muốn ta làm cái gì đều được. Tiêu Phàm cắn răng nói. Thả bọn hắn cũng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tiến vào phong ấn chi địa, giải quyết vấn đề Sở gia. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tiêu Phàm chỗ nào không biết ý nghĩ Sở Lăng Tiêu, đoán chừng khi hắn ra cố phong ấn chọc mệnh thiên vĩ chính là ngày bọn hắn chết. Người khác nói hắn có thể tin, nhưng Sở Lăng Tiêu nói, Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều không tin. Thế nhưng không đi vào. Sở Lăng Tiêu đoán chừng liền sẽ lập tức bắt phụ thân và ra ra hắn khai đao, cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Mặc dù biết rõ, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không có chỗ cự tuyệt. Sư tôn, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm Tiêu Linh Nhi khàn khàn vang lên, một mặt cầu khẩn nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt thập phần bình tĩnh, cũng không có ý tứ xuất thủ, hồi lâu mới mở miệng nói, Linh Nhi. Người tới đây. Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi khẽ run lên, trong mắt có nước mắt bốc hơi, nàng thực sự nghĩ không ra tại sao trước kia sư tôn đối với bản thân y thuận tuyệt đối, vậy mà cũng sẽ cự tuyệt bản thân. Lúc này, đại trưởng lão tiếp tục nói, chỉ cần ngươi tới, ta đảm bảo, gia chủ sẽ không giết hại phụ thân ngươi. Ngươi nói thực, ánh mắt Sở Linh Nhi sáng lên, lau đi nước mắt trên mặt, cười nói ta liền biết rõ sư tôn hiểu rõ ta nhất. Nghĩ vậy, Tiêu Linh Nhi chuẩn bị đi qua, lại bị một cái tay gắt gao dắt lấy, Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không nên đi qua, Tiêu Phàm mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão, cũng không quay đầu lại nói. Không đúng, sư tôn sẽ không giết hại phụ thân, đầu Tiêu Linh Nhi như là trống lúc lắc diêu động. Từ khi nàng hiểu chuyện đến nay, trong trí nhớ cũng chỉ có hai người đối với nàng rất tốt, một là Sở Lăng Vi ngẫu nhiên đến xem nàng. Một người khác chính là sư tôn nàng, Sở gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão đối với nàng có thể nói là quan tâm tỉ mỉ chu đáo, nàng cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi đại trưởng lão sẽ gây bất lợi cho nàng. Kiếm Hồng Trần, người muốn Linh Nhi cùng ngươi chôn cùng một chỗ sao? Đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm giữ chặt Tiêu Linh Nhi, lập tức lạnh lùng quát nói. Trong con người hắn lóe qua vẻ vội vàng, chỉ là ẩn tàng rất tốt, căn bản không ai phát hiện. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong mắt đại trưởng lão trước đó lóe qua một vòng sát ý, Tiêu Phàm đối với sát ý cực kỳ mẫn cảm, cái kia tuyệt đối là châm đối Tiêu Linh Nhi. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại còn không biết đại trưởng lão vì sao sẽ đối với Tiêu Linh Nhi như thế, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng bản thân không nhìn lầm. Dù là đại trưởng lão bình thường đối với Tiêu Linh Nhi trăm ngàn sủng ái, nhưng Tiêu Phàm cũng sẽ không để cho Tiêu Linh Nhi đi mạo hiểm, nếu như hắn thật muốn bảo hộ Tiêu Linh Nhi. Coi như Sở Lăng Tiêu muốn giết Tiêu Linh Nhi, hắn cũng khẳng định sẽ không cho phép. Tin tưởng ta, hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ta, Tiêu Linh Nhi nhất thời có chút không quyết định được,
một người là sư tôn dưỡng dục nàng vài chục năm, một người là huynh đệ nàng, theo lý thuyết hai người đều sẽ không tổn thương nàng, nhưng giờ phút này hai người lại đánh nhau, nàng cũng không biết tin tưởng ai. Oanh, đột nhiên, hư không một trận rung động, một cỗ hồn lực phong bạo cuồng bạo từ đằng xa cuốn tới, tất cả mọi người cảm giác tim mật phát lạnh, rùng mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa một trận huyết vụ màu đỏ tươi bốc lên, tản ra một cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách. Lại một đạo hồn giới bị phá vỡ, con người Sở Vân Phi hơi hơi co rụt lại, sắc mặt khó nhìn. Kiếm Hồng Trần, người thấy được không? Thời gian không được chậm trễ. Thanh âm Sở Lăng Tiêu lạnh như băng vang lên lần nữa, con người hắn cũng lộ ra thập phần vội vàng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tựa như làm một cái quyết định gian nan, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền thoải mái. Sở Lăng Tiêu, không biết đồ vật này ngươi có muốn hay không? Tiêu Phàm mở bàn tay, trong tay đột nhiên có một khối tử sắc ngọc bội, tử sắc ngọc bội tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Vốn chỉ là một thứ không đáng chú ý nhưng trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy ánh mắt Sở Lăng Tiêu, hận không thể lập tức đem ngọc bội kia chiếm lấy. Thậm chí, ánh mắt đại trưởng lão cũng lượng một cái, nhìn về phía sương mù màu máu cũng không còn sợ hãi như vậy. Đem đồ vật cho ta, ta lập tức thả phụ thân ngươi. Thái độ Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt phát sinh chuyển biến 180 độ, hắn hiện tại chỉ muốn có khối ngọc bội này. Đám người kinh ngạc nhìn Sở Lăng Tiêu, không nghĩ tới thái độ hắn vậy mà phát sinh cải biến lớn như vậy, chẳng lẽ ngọc bội kia rất có lai lịch. Thả cha và ra ra, bằng không ta liền hủy nó. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Nhìn thấy thần tình Sở Lăng Tiêu khẩn trương, Tiêu Phàm biết rõ bản thân cược đúng, Sở Lăng Tiêu thật không nỡ mất khối ngọc bội này. Nếu như là dạng này, vậy hắn hiện tại khả năng liền chiếm cứ quyền chủ động. Ngươi hủy không được. Sở Lăng Tiêu khịt mũi coi thường, hắn đã từng gặp khối ngọc bội này, ngược lại là biết rõ đặc tính khối ngọc bội này. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Lăng Tiêu, nếu như dùng man lực hủy đi khối ngọc bội này, hắn xác thực làm không được, nhưng nếu như đem khối ngọc bội này để vào bên trong hồn giới thì sao? Hiện tại thế nào? Tiêu Phàm ngay trước Sở Lăng Tiêu mặt lấy ra một mai hồn giới, sau đó đem tử sắc ngọc bội ném vào trong đó, hai ngón tay nắm vuốt hồn giới. Ngươi dám, Sở Lăng Tiêu nổi giận quát, ngươi nếu hủy nó, ta lập tức giết cha ngươi, còn có ngươi, Sở Linh Nhi. Sở Lăng Tiêu thật giận, hắn từng ấy năm tới nay đều chỉ vì được mai ngọc bội này, nếu để cho Tiêu Phàm hủy, hắn tuyệt đối sẽ phát cuồng. Một khi Tiêu Phàm bóp nát hồn giới trong tay, đồ bên trong hồn giới sẽ sói mòn đến vô tận hư vô, hắn về sau muốn có được tử sắc ngọc bội là tuyệt đối không có khả năng. Vậy liền thả cha ta, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, Sở Lăng Tiêu không có thả phụ mẫu hắn, hắn cũng không dám hủy tử sắc ngọc bội. Nhưng đây cũng là thẻ đánh bạc cuối cùng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, hai phe ai cũng không nhường ai, không khí trong hư không đều bị rút ra không còn. Làm cho người ta có chút ngạt thở. Sau nửa ngày, trên mặt Sở Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, giết Tiêu Hạo Thiên cho ta. Vừa dứt lời, một lão già đột nhiên bàn tay vẽ đao, hướng về đầu Tiêu Hạo Thiên chạm xuống, một khi một chưởng này rơi xuống, Tiêu Hạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, Tiêu Phàm quát lớn, hai mắt đỏ bừng. Cỗ thân thể này 9 năm trước thức tỉnh chiến hồn thất bại, nếu như không phải Tiêu Hạo Thiên che chở hắn, Tiêu Phàm đã sớm chết. Có thể nói, hắn sở dĩ có hôm nay đều là công lao Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Phàm lại làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên chết. Sở Lăng Tiêu phất phất tay phải, người phía sau ngừng thân hình, khóe miệng Sở Lăng Tiêu hiện ra một vòng cười lạnh, ta kiên nhẫn có hạn, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, bằng không thì ta giết nguyên một đám. Sắc mặt Tiêu Phàm khó coi vô cùng, nếu như vì lợi ích đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm sẽ khịt mũi coi thường. Căn bản sẽ không nhận uy hiếp, nhưng phụ mẫu cùng ra ra hoàn toàn là uy hiếp hắn. Thế nhưng đem tử sắc ngọc bội cho hắn, Sở Lăng Tiêu liền sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, nhìn về phía đám người Sở gia nói, chắc hẳn những người Sở gia này còn không biết tác dụng khối ngọc bội này. Nghe nói như thế, sắc mặt Sở Lăng Tiêu cuồng biến, bí mật này là chỉ có hắn biết rõ, nếu như bị trưởng lão Sở gia biết được liền không nhận hắn là gia chủ. Những người Sở gia khác trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn không biết tại sao Tiêu Phàm đem ngọc bội kia cầm ra, Sở Lăng Tiêu sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy.
Ta có thể nói, nếu như ta hủy khối ngọc bội này, toàn bộ Sở gia sẽ cho cha mẹ ta cùng gia gia chôn cùng, các ngươi tin hay không? Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói ra. Uy hiếp không được Sở Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể bỏ công sức từ những người Sở gia khác. Khi nãy không phải là phong ấn chi địa sao? Còn có hai đạo hồn giới cuối cùng, mệnh chọc chi khí bên trong liền sẽ khuếch tán ra, mệnh chọc chi khí chắc hẳn các ngươi biết chứ, khối ngọc bội này là phương pháp duy nhất ngăn cản mệnh chọc chi khí khuếch tán. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói. Ngươi nói cái kia là mệnh chọc chi khí. Quả nhiên, con ngươi người Sở gia kịch liệt run rẩy, đều là vẻ sợ hãi. Thân làm cổ tộc mấy ngàn năm, bọn hắn những làm sao không biết cái gì là mệnh chọc chi khí đâu. Đây chính là liền chiến thần đều không làm gì được a, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đừng nghe hắn nói bậy. Sở Lăng Tiêu gầm thét một tiếng, thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ. Người đụng đến ta thử xem, chúng ta người một nhà, nếu như có thể có mấy chục tỷ người Sở gia cổ thành chôn cùng, ta nghĩ vậy cũng đáng giá. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Đấu hung ác, Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ không sợ, hắn mặc dù sợ chết, nhưng Sở Lăng Tiêu không sợ chết sao? Huống chi, Tiêu Phàm hiện tại cũng không sợ mệnh chọc chi khí, coi như Sở Lăng Tiêu chết, Tiêu Phàm hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không bóp nát ngọc bội, hơn nữa, coi như hắn muốn diệt mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia cổ thành, Lục Bá Hậu bọn hắn cũng không cho phép. Sở Lăng Tiêu phẫn nộ tới cực điểm, trưởng lão Sở gia một mặt khó coi, Tiêu Phàm lại nói, Sở gia chủ, chẳng lẽ ngươi liền không đem mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia đặt ở trong lòng sao? Hắn tự nhiên sẽ không đặt ở trong lòng, bởi vì hắn vốn là không phải người Sở gia. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua mà khàn khàn vang lên. Hắn tự nhiên sẽ không đặt ở trong lòng, bởi vì hắn vốn là không phải người Sở gia. Thanh âm không lớn, lại tựa như một đạo kinh lôi rơi vào bên tai tất cả mọi người, đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy phương hướng cấm địa Sở gia, hai đạo thân ảnh đạp không mà tới. Nhìn thấy hai đạo bóng người, toàn thân Sở Lăng Tiêu kịch liệt run rẩy, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tản ra, giống như một đầu mãnh thú khát máu. Hề lão, Tiêu Phàm nhìn một người trong đó, không dám xác định nói. Bởi vì giờ phút này Hề lão so với trước đó hoàn toàn như là hai người, trước đó hắn là một bộ dáng gần đất xa trời, nhưng hiện tại huyết khí lại tràn đầy, nhìn qua tựa như 40-50 tuổi. Hơn nữa, trên người Hề lão phát ra khí tức lại là chiến thánh sơ kỳ, không cần nghĩ cũng biết rõ Hề lão đã thành công mở ra tiểu thiên địa, cũng khôi phục không ít tu vi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như không phải tướng mạo còn có mấy phần tương tự, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nhận ra. Xem ra ta tới còn không muộn. Hề lão hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu, mang theo một đạo thân ảnh khác rơi cách Tiêu Phàm bọn hắn không xa. Con người Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người trong nháy mắt rơi vào người mặc váy trắng, khuôn mặt lại hết sức thương lão, trên người phát ra khí tức hết sức yếu ớt, nghiễm nhiên chính là một bà lão. Mẹ, đột nhiên, Tiêu Linh Nhi nhào lên, nước mắt cũng nhìn không được nữa tràn mi mà ra. Mẹ, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy một cái, thanh âm có chút khàn khàn, cơ hồ chỉ có hắn có thể nghe được, hắn hoàn toàn không thể tin được, bà lão này lại là mẫu thân hắn. Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng lại nữ tử tịnh lệ tuyệt tục ban đầu trong trí nhớ Sở Vân Bắc, hoàn toàn không cách nào cùng bà lão này dung hợp tại cùng một chỗ. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Tiêu Linh Nhi là không nhận lầm, người trước mắt chính là Sở Lăng Vi mẫu thân hắn. Hai tử. Sở Lăng Vi vuốt ve gương mặt Tiêu Linh Nhi, hốc mắt khô cạn tràn ngập nước mắt, nhìn thấy Tiêu Linh Nhi không việc gì, nàng đã yên tâm. Sau đó, nàng đột nhiên lại nhìn về phía Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác người này cùng hắn có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Tiêu Phàm toàn thân kịch liệt run rẩy, sau đó thân thể chậm rãi ngọa nguậy, trong nháy mắt biến thành hình dạng lúc đầu, đến hiện tại, hắn cũng không cần giấu giếm. Ngươi là Phàm Nhi, lúc này, Tiêu Hạo Thiên nơi xa đột nhiên hét lớn, mặc dù có mấy năm không gặp, nhưng trong nháy mắt liền nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Ra ra, là ta, Tiêu Phàm hướng về phía Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu. Ngươi là Tiêu Phàm, Tu La Điện chủ Tiêu Phàm. Sở Vân Phi đột nhiên sợ hãi kêu lên, hắn hiện tại chỗ nào còn không biết thân phận Tiêu Phàm. Tu La Điện chủ Tiêu Phàm,
Còn người đám người Sở Lăng Tiêu cùng Sở gia cũng run nhẹ nhẹ một cái. Thật sự là tên tuổi Thu La Điện chủ quá lớn, nhất là đại gia tộc Sở gia bậc này, bọn hắn là ghi chép tin tức mấy đời Thu La Điện chủ. Đây chính là thần đồng A, dám theo chiến thần điện khiêu chiến, cự phách quát tháo chiến hồn đại lục, rất nhiều người nghe được cái tên này liền sợ mất mật. Thu La Điện chủ, chính là đại danh từ giết chóc. Các cổ tộc lớn tình nguyện đắc tội chiến thần điện cũng không dám tùy tiện đắc tội Thu La Điện. Đắc tội chiến thần điện còn có đường xoay sở, nhưng đắc tội Thu La Điện tuyệt đối là thây nằm 100 vạn, máu chảy thành sông. Trước đó Tiêu Linh Nhi nói bản thân không gọi Sở Linh Nhi, mà gọi là Tiêu Linh Nhi, kỳ thật đã có người hoài nghi thân phận Tiêu Phàm, chỉ là không có liên tưởng đến Thu La Điện điện chủ mà thôi. Dù sao chiến hồn đại lục không ít người họ Tiêu, đương nhiên. Nếu như bọn hắn biết rõ danh tự Tiêu Phàm, khẳng định có thể trước tiên liên tưởng đến Tiêu Phàm. Lôi thân điện chủ chiến thần điện bị hủy diệt một tòa đế đô nho nhỏ, tin tức này đã sớm truyền khắp chiến hồn đại lục, tất cả người đại gia tộc đều biết rõ Thu La Điện chủ tên là Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, phụ tử Sở Lăng Tiêu cùng tất cả mọi người Sở gia có chút sợ hãi, có thể thấy Thu La Điện chủ đáng sợ. Coi như hắn là Thu La Điện chủ thì như thế nào? Một chiến thánh trung kỳ mà thôi. Sở Lăng Tiêu đột nhiên quát to, hắn động viên bản thân. Bất quá giờ phút này, trưởng lão khác sắc mặt vẫn không dễ nhìn, bọn hắn rất muốn nói hắn là Thu La Điện chủ đó, cho dù hắn là chiến thánh trung kỳ thì như thế nào. Năm đó mấy đời Thu La Điện chủ, một chiến thánh trung kỳ làm sao không thể chém giết chiến thánh đỉnh phong đây, đây chính là yêu nghiệt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thu La Điện chủ thế hệ này vậy mà nắm giữ huyết mạch Sở gia. Rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận, bởi vì năm đó Sở Lăng Tiêu trừng phạt Sở Lăng Vi, phần lớn bọn hắn đều đồng ý. Nếu như Tiêu Phàm muốn tìm bọn hắn báo thù, bọn hắn làm như thế nào? Tiêu Phàm bại lộ thân phận không có để ý tới người Sở gia nhìn, còn người hắn nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Vi, trong mắt có nước mắt đảo quanh, mũi một trận mỏi như, bà lão này chính là mẹ hắn. Mẹ, hài nhi tới chậm, Tiêu Phàm phù phù một tiếng quỳ gối hư không, thật sâu hướng về Sở Lăng Vi bái lạy. Nước mắt hắn cũng nhìn không được nữa chảy ra, nam nhân đổ máu không đổ lệ, chỉ vì chưa tới chỗ động tình. Phàm nhi, ngươi là Phàm nhi, hai tay Sở Lăng Vi khô gầy mà nếp uốn gắt gao nắm lấy bả vai Tiêu Phàm, toàn thân đều run rẩy. Mẹ, Tiêu Phàm rút tiếng nói, từ khi biết được chân tướng, Tiêu Phàm rốt cuộc không có hận qua cha hắn mẹ. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác sáng tỏ thông suốt, xiềng tựa sâu trong nội tâm gông tựa như được giải phóng, sau đó tan thành mây khói. Tiêu Phàm biết rõ, đó là một sợi chấp niệm cuối cùng của cỗ thân thể. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Sở Lăng Vi đã khóc không thành tiếng. Tiêu Phàm nâng Sở Lăng Vi, lực lượng bạch thạch cuồng hướng về thể nội Sở Lăng Vi, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Cho dù sớm đã biết rõ nhưng Tiêu Phàm vẫn không thể từ bỏ, thậm chí điều động khí huyết bản thân. Tiêu Phàm, tình huống mẹ ngươi, ngươi cũng nên biết rõ, không phải hồn lực có thể di bổ. Lúc này, Hề lão mở miệng nói, mệnh cách nàng bị hao tổn nghiêm trọng, ta chỉ có thể khu trừ mệnh chọc chi khí thể nội nàng, cho nàng ăn một viên thiên thọ đan, tạm thời xem như ổn định thương thế. Đa tạ Hề lão. Tiêu Phàm cúi thật sâu, hắn chậm rãi thu hồi bàn tay. Vừa nãy quá gấp lại quên việc này. Năng lượng bạch thạch không thể chữa trị mệnh chọc chi khí ăn mòn thọ nguyên, chí ít bây giờ còn không thể, muốn gì bổ thọ nguyên, nhất định phải số lớn bổ sung khí huyết cùng thọ nguyên. Không cần cảm ơn ta, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, rốt cục để cho ta thấy rõ ràng bộ mặt tên Sở Lăng Tiêu này. Hề lão lắc đầu, sau đó quay đầu băng lãnh nhìn Sở Lăng Tiêu, khí tức đáng sợ nở rộ mà ra. Cảm thụ đến ánh mắt Hề lão, Sở Lăng Tiêu khẽ run lên, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Tiêu Phàm, ngươi là Thu La Điện chủ. Tiêu Linh Nhi tự nhiên cũng đã được nghe sự tình Thu La Điện chủ, biết được Tiêu Phàm là Thu La Điện chủ, Tiêu Linh Nhi thật lâu không cách nào bình tĩnh. Linh Nhi, người này là ca ca ngươi. Sở Lăng Vi cười nói. Ta còn tưởng rằng ta là tỷ tỷ. Tiêu Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng thì thầm. Nghe nói như thế, Sở Lăng Vi một mặt áy náy nhìn Tiêu Linh Nhi nói, Linh Nhi, lúc trước là bởi vì ca ca ngươi sinh trước, mẹ lo lắng các ngươi đều bị bắt lấy,
cho nên mẹ nhờ người ta ôm ca ca ngươi đi trước, ta. Nói đến đây, ngữ khí Sở Lăng Vi có chút nghẹn ngào, cũng không phải là nàng trọng nam khinh nữ, không nguyện ý đem Sở Linh Nhi đưa đi, mà là bởi vì thời gian không còn kịp nữa. Nếu như thời gian đầy đủ, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người nàng đều sẽ đưa đi, mỗi lần nghĩ đến, nàng đã cảm thấy thiếu Sở Linh Nhi quá nhiều. Mẹ, ta cho tới bây giờ không trách ngươi. Tiêu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói. Mẹ, ngươi mới vừa nói Sở Lăng Tiêu cũng không phải là người Sở gia, là có ý gì? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu nơi xa nói, sát cơ nở rộ. Tiêu Phàm vừa nói ra, tất cả ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập ở trên người Sở Lăng Tiêu, cho dù người Sở gia cổ tộc cũng như thế, bọn hắn cũng xác định tính chân thực của câu nói kia. Sở Lăng Vi che mặt, dù nhìn thấy nhi nữ bản thân cũng không có lấy xuống, nàng không muốn để cho người khác thấy được khuôn mặt già nua của nàng. Mà hết thảy những thứ này đều do một người tạo thành, chính là Sở Lăng Tiêu. Cách nhau gần nhất, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi có thể cảm giác được thân thể Sở Lăng Vi hơi hơi run rẩy. Bởi vì, Sở Lăng Tiêu căn bản không phải họ Sở, thể nội hắn căn bản không phải máu Sở ra. Sở Lăng Vi nắm đấm nắm chặt, khí tức băng lãnh từ trên người nàng tản ra. Cái gì, đám người Sở ra đều lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả đại trưởng lão cũng như thế, không thể tin được nhìn Sở Lăng Tiêu. Người đánh giám, Sở Lăng Vi ngươi mới không phải người Sở ra. Căn bản không phải họ Sở, là con hoang gia gia ta kiếm về. Sở Lăng Tiêu còn chưa mở miệng, Sở Vân Phi lập tức giận tím mặt. Tiêu Phàm rõ ràng nhìn thấy mí mắt Sở Lăng Tiêu nhảy lên một cái, tinh quang trong mắt lập lòe. Sở Lăng Vi đứng ở trước mặt Tiêu Phàm không hề sợ hãi, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, mẫu thân Sở Lăng Vi hắn vậy mà cũng đã đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Sở Lăng Tiêu chẳng lẽ sẽ không sợ mẫu thân mình mạnh lên về sau đối địch với hắn sao? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch, Sở Lăng Tiêu muốn cho mẫu thân hắn ra cố phong ấn, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, có thể đột phá đến chiến thánh cảnh cũng không tính là gì. Hắn hiện tại chỉ lo lắng phụ thân hắn, đến hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh, lấy nhãn lực hắn tự nhiên có thể nhìn ra một chút, tình huống Tiêu Trường Phong rất tồi tệ, tùy thời đều có thể chết. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nhìn về phía Sở Lăng Vi nói, mẹ, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tiêu Phàm một mực nhìn chăm chú Sở Lăng Tiêu, Sở Lăng Tiêu rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mặc dù đứng ở góc độ người, Tiêu Phàm nguyện ý tin tưởng mẫu thân, nhưng không phải hắn tin tưởng liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như không cần động thủ liền có thể giải quyết phiền phức, đó là không còn gì tốt hơn, nếu đánh thật, Tiêu Phàm mặc dù không sợ. Nhưng hắn lo lắng an nguy phụ thân và gia gia hắn. Sở Lăng Tiêu một khi bức bách, khẳng định sẽ không bỏ qua Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên. Sở Lăng Tiêu hắn không phải nhi tử ông ngoại ngươi, mà là năm đó ông ngoại ngươi ở bên ngoài kiếm về, bởi vì thấy hắn đáng thương liền ban thưởng hắn họ Sở, đồng thời xem như nhi tử thân sinh mà đối đãi. Sở Lăng vì giờ khắc này đã không cố kỵ gì, không nhanh không chậm nói ra. Đám người đều lộ vẻ khó tin. Những người Sở ra đó tất cả đều lui ra phía sau không ít, đề phòng nhìn Sở Lăng Tiêu. Thân làm người cổ tộc Sở ra, thực chất bên trong bọn hắn là cao ngạo, nếu như Sở Lăng Tiêu đúng như Sở Lăng Vi nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức đứng ở mặt đối lập Sở Lăng Tiêu. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn cũng rốt cục minh bạch Sở Lăng Tiêu tại sao không để ý tình huynh muội, bởi vì mẹ hắn căn bản không phải thân huynh muội Sở Lăng Tiêu. Thậm chí ngay cả quan hệ máu mủ đều không có, Sở Lăng Tiêu làm sao có thể lo lắng đây. Những ngày qua nghi hoặc quanh quẩn trong đầu cũng sáng tỏ thông suốt, hắn không cắt đứt, tiếp tục nghe Sở Lăng Vi kể rõ. Phụ tử Sở Lăng Tiêu cũng biến thành yên tĩnh lạ thường, bất quá vẫn như cũ có thể cảm thụ đến sát ý lạnh như băng trên người hai người. Sở Lăng Vi ngữ khí thập phần băng lãnh, nhìn về phía những trưởng lão tiếp tục nói ra, sự tình này. Hiện tại người sống sót cũng chỉ có ta biết rõ, năm đó cha ta nói cho ta biết, ta là nữ lưu không đảm đương nổi Sở gia gia chủ, cho nên chuẩn bị đem gia chủ truyền cho Sở Lăng Tiêu. Nào sẽ nghĩ đến Sở Lăng Tiêu lại là một bạch nhãn lang, cha ta lúc trước bởi vì tiến vào phong ấn chi địa, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, hơn 20 năm trước rốt cục đi đến điểm cuối cùng, trước khi lâm chung, hắn đem ta tất cả bí mật đều nói cho ta. Nhưng ta không nghĩ tới.
Sở Lăng Tiêu tên xúc sinh này vậy mà động thủ đối với cha ta, hắn kém chút tự tay giết cha ta. Nói đến nơi này, Sở Lăng vì phẫn nộ tới cực điểm, trên mặt những người khác càng cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Ông ngoại không phải tiến vào thần kiếp chi địa sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, ánh mắt chuyển hướng Hề lão, hắn nhớ kỹ Hề lão nói qua, ông ngoại hắn đã sớm tiến vào thần chi kiếp địa. Ta cũng bị lừa, tất cả những thứ này đều là Sở Lăng Tiêu nói cho ta biết, người cũng biết rõ thân thể ta có vấn đề. Lúc trước rời đi, 30, 40 năm sau mới qua Sở gia một lần, gặp ông ngoại ngươi. Lúc ấy ông ngoại ngươi nói cho ta biết chuẩn bị tiến về thần chi kiếp địa, ta cho là hắn không qua bao lâu liền đi, không nghĩ tới hắn đến hơn 20 năm trước mới bị xúc sinh này đẩy vào thần kiếp chi địa. Hề lão nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói. Giờ phút này hắn cũng phẫn nộ không thôi, 30, 40 năm trước, Hề lão vì đi luyện dược, cố ý tới tìm ông ngoại Tiêu Phàm. Mặc dù Hề lão là sư tôn ông ngoại Tiêu Phàm, nhưng về luyện dược, Hề lão ngược lại không bằng ông ngoại Tiêu Phàm, về sau Hề lão an tâm tu luyện luyện dược, hơn 20 năm trước lần nữa trở lại Sở gia. Cũng chính là lúc đó, Hề lão lại phát hiện Sở Lăng Tiêu đã trở thành Sở gia gia chủ, xem ở trên mặt mũi ông ngoại Tiêu Phàm, hắn cùng Sở Lăng Tiêu tiếp xúc mới nhiều một chút. Những năm gần đây, Hề lão cũng đã tới Sở gia cổ thành, nhưng mà lúc này hắn mới phát hiện, bản thân lại bị Sở Lăng Tiêu lừa gạt. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu liền dưỡng phụ sắp chết đều không buông tha, người như vậy đơn giản đều không bằng cầm thú. Bất quá hắn cưỡng ép bình tĩnh xuống, sau đó lấy ra tử sắc ngọc bội, lại nói, mẹ, tử sắc ngọc bội lại là xảy ra chuyện gì? Nhìn tử sắc ngọc bội trong tay Tiêu Phàm, con người Sở Lăng Vi lại biến âm trầm, tử sắc ngọc bội là thời khắc ông ngoại ngươi sắp chết cho ta, về sau chẳng biết tại sao bị Sở Lăng Tiêu biết được, hắn liền yêu cầu ta đưa, ta mượn cớ kéo dài mấy tháng, sau đó liền rời đi Sở gia cổ thành, lúc ấy ta chỉ là chiến đế cảnh cho nên hắn không đem ta đặt ở trong lòng. Ngừng lại, Sở Lăng Vi lại nói, ngọc bội kia có hai cái tác dụng, một là gia cố phong ấn cấm địa, tác dụng thứ hai lại quan hệ một cái bí bảo, so với đột phá chiến thần còn lớn hơn. Thực sự là trò cười, nếu như ngọc bội nát này quan hệ đột phá chiến thần, gia gia tại sao không cần? Quả thực là trăm ngàn chỗ hở, Sở Vân Phi cười lạnh nói. Người Sở gia khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đột phá chiến thần đã đủ để dụ hoặc chiến thánh cảnh cùng với bất luận kẻ nào phía dưới, đổi lại là bọn hắn là ngăn cản không được dụ hoặc này. Nếu như đột phá chiến thần, mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia đều sẽ tử vong, các ngươi lựa chọn cái nào? Sở Lăng Tiêu hờ hững liếc nhìn lấy các vị trưởng lão Sở gia. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, ngọc bội kia có lẽ quả thật có thể để cho người ta được đột phá chiến thần cảnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là khả năng mà thôi. Một loại khả năng mà thôi, lại làm sao có thể cùng mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia so sánh. Các đại trưởng lão mặc dù không biết phong ấn chi địa có cái gì, nhưng Sở gia một mực có một cái tổ huấn, bọn hắn đều rất rõ ràng, chính là một khi phong ấn chi địa phá vỡ, cũng chính là thời điểm cổ địa Sở gia diệt vong. Cái này lựa chọn đối với người Sở gia ta tới nói cũng không khó, đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước, nhưng đối với một kẻ không phải người Sở gia mà nói. Các ngươi nói hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Nghe được Sở Lăng Vi nói, tu sĩ Sở gia toàn trường một trận trầm mặc, ánh mắt bọn hắn thỉnh thoảng bồi hồi trên người Sở Lăng Vi cùng Sở Lăng Tiêu. Ý tứ câu nói mới vừa rồi bọn hắn chỗ nào không minh bạch, chính là Sở Lăng Tiêu căn bản không phải người Sở gia, hắn làm sao có thể vì Sở gia suy nghĩ đây? Đến hiện tại, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn minh bạch, tại sao Sở Lăng Tiêu một chút cũng không kiêng dè thân tình. Bởi vì người Sở gia cũng chỉ là công cụ hắn lợi dụng mà thôi. Bao quát Sở Lăng Vi, cái tên này trên danh nghĩa muội muội cũng là nguyên nhân hắn vì gì hạ thủ, bởi vì hắn muốn có được tử sắc ngọc bội. Một khi Sở Lăng Tiêu có được ngọc bội, không chỉ phụ mẫu cùng gia gia hắn sẽ chết, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hắn cũng phải chết, thậm chí, toàn bộ mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia cổ thành đều sẽ chết. Ngươi luôn miệng nói ta không phải người Sở gia, ngươi có chứng cứ gì? Thần sắc Sở Lăng Tiêu lạ thường bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không thể không nói, Sở Lăng Tiêu có thể đi đến một bước này, tâm tính hắn vô cùng trầm ổn, chỉ là khi nhìn đến tử sắc ngọc bội mới hơi kích động. Không sai, chứng cớ đâu, Sở Lăng Vi ngươi nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ,
vậy là ngươi ở nơi này hung hăng càn quấy, cho dù là ta cũng sẽ không nhận ngươi là cô. Sở Vân Phi lập tức lại la ầm lên. Chẳng lẽ ngươi trước kia nhận sao? Để cô đi chịu chết, đây là cách làm người sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân không có tức giận như vậy, bởi vì người như vậy căn bản không đáng hắn phẫn nộ. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm thật muốn giết Sở Lăng Tiêu, trong lòng hắn còn có một đạo gây khó dễ. Nhưng hiện tại, Sở Lăng Tiêu mà chết dưới kiếm Tiêu Phàm, trong lòng hắn căn bản hiện không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Đó là bởi vì nàng mang theo ngọc bội, muốn đi tìm kiếm cơ duyên đột phá chiến thần cảnh, đem mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia ta đưa vào bên trong nguy hiểm, cùng mấy chục tỷ người so sánh, dù nàng là muội muội ta, đối với nàng như thế có cái gì không được. Chẳng lẽ mệnh nàng còn quan trọng hơn mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia ta? Sở Lăng Tiêu nói đại nghĩa lẫm nhiên. Bất quá bây giờ trong lòng mỗi người đều có một cân đòn, các đại trưởng lão Sở gia cũng không có lập tức tin tưởng ai. Nếu Sở đại gia chủ nói như vậy, vậy ta hiện tại dùng khối ngọc bội này ra cố phong ấn chi địa, chắc hẳn ngươi rất nguyện ý thả phụ thân và gia gia ta đúng không? Tiêu Phàm đã nhìn thấu sắc mặt Sở Lăng Tiêu. Vừa dứt lời, hắn liền mang ngọc bội trực tiếp hướng cấm địa Sở gia đi đến, chỗ nào sương mù màu máu bao phủ càng hung mãnh hơn. Nắm đấm Sở Lăng Tiêu vang lên kèn kẹt, hắn rất muốn phát tác, nhưng một khi phát tác, chẳng phải là tự sụp đổ. Tiêu Phàm hiện tại dùng ngọc bội kia cứu mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia, nếu như hắn muốn ngăn cản, những trưởng lão Sở gia cũng sẽ không nguyện ý. Vẻ mặt mọi người không giống nhau, Tiêu Phàm cách một đạo hồn giới gần nhất cũng không phải là rất xa, không cần bao lâu là hắn có thể đi vào. Một khi đi vào, Sở Lăng Tiêu muốn có được khối ngọc bội này, vậy liền cũng không có khả năng. Tiêu Phàm đi rất chậm, nhếch miệng lên cười lạnh, hắn muốn để nội tâm Sở Lăng Tiêu dày vò. Sở Lăng Tiêu vì có được khối ngọc bội này bỏ ra nhiều như vậy, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mắt thấy cách hồn giới càng ngày càng gần, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút bồn chồn, lão gia hỏa này sẽ không cam lòng a. Đối với phong ấn kỳ thật Tiêu Phàm ngược lại là không lo lắng, bây giờ còn có hai tầng hồn giới, có thể trèo chống một đoạn thời gian. Hơn nữa, coi như thật muốn phong ấn cũng không cần hắn xuất thủ, Lục Bá Hậu bọn hắn là đã đáp ứng Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm nguyện ý được vạn thánh dự các truyền thừa, bọn hắn liền sẽ giúp hắn gia cố phong ấn. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không muốn hủy khối ngọc bội này, coi như muốn hủy cũng phải chờ lần sau phong ấn nới lỏng. Trán Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, trong lòng thầm mắng không thôi, hắn vốn là nghĩ bức bách Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Nhưng Sở Lăng Tiêu căn bản không có ý tứ xuất thủ, trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Oanh, đột nhiên! Một tiếng bạo hưởng từ phía trước truyền đến, khí lãng to lớn quét sạch thiên địa tứ phương, Tiêu Phàm cách đạo hồn giới cuối cùng chỉ có không đến ba trượng, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Chỉ còn lại tầng hồn giới cuối cùng, Tiêu Phàm giật mình, nếu như hồn giới tầng cuối cùng bị phá vỡ mà trước đó còn không phong ấn, Sở gia thật không may. Tiêu Phàm, cẩn thận, lúc này, một tiếng kêu to truyền đến, phía sau lưng Tiêu Phàm cảm giác trở nên lạnh lẽo, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là hắn biết rõ Sở Lăng Tiêu xuất thủ, hắn bây giờ là dùng lưng hướng về phía hắn, bản thân hắn thập phần nguy hiểm. Đồng dạng là Sở Lăng Tiêu rốt cục xuất thủ, như vậy thì bại lộ Sở Lăng Tiêu lòng lang dạ thú. Mặc dù mệnh chọc chi khí xông phá tầng hồn giới xáo trộn suy nghĩ Tiêu Phàm, nhưng hắn là đã sớm chuẩn bị ứng phó Sở Lăng Tiêu. Lúc thanh âm hề lão truyền đến, Tiêu Phàm trong nháy mắt giải phong tất cả lực lượng thể nội, tu la thần thể vận chuyển. Tu La Thần Dực xuất hiện ở phía sau, lộ ra phong mang lăng lệ, vô tận chi hỏa từ dưới chân hắn mà ân đết liệt ra. Gần như đồng thời, thể nội Tiêu Phàm truyền đến một trận tiếng long ngâm, hắn không chút do dự kích phát lực lượng 10 giọt Tu La Thần Lực, sau đó cầm Tu La Kiếm trong tay hướng về phía sau một kiếm chém ra. Chết, tiếng gầm giận dữ truyền ra, tay phải Sở Lăng Tiêu lăng không vạch một cái móng vuốt gắt gao chụp lấy Tu La Kiếm trong tay Tiêu Phàm. Một tay khác hướng về cổ họng Tiêu Phàm chộp tới. Chảo cương sắc bén lộ ra quang mang sắc bén, mở ra áo bào Tiêu Phàm, máu tươi chảy ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, bất quá Tiêu Phàm cũng không chậm bao nhiêu, Tu La Thần Dực phía sau như hai thanh thiên đao chém xuống. Tu La Điện Chủ, cũng không gì hơn cái này. Sở Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trên trán nổi gân xanh.
Trảo cương không lùi mà tiến tới, gắt gao chụp lấy Tu La Thần Dực. Đây là lần thứ nhất Tu La Thần Dực bị người ngăn trở dừng lại, cũng làm cho Tiêu Phàm đối với thực lực Sở Lăng Tiêu có một cái nhận biết rõ ràng. Mạnh, so với Tư Không Vũ còn mạnh hơn nhiều, thậm chí cho Tiêu Phàm một loại cảm giác, dưới chiến thần cảnh cơ hồ không ai là đối thủ Sở Lăng Tiêu. Nhưng hắn hiện tại chỉ ít ngăn trở, không gian xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, hư vô rảo sát lấy Tiêu Phàm, huyết nhục văng tung tóe, lông mày Tiêu Phàm đều không nhăn một cái. Bất hủ chi lực nhanh chóng chữa trị thân thể Tiêu Phàm, bất quá vẫn như cũ đuổi không kịp tốc độ hủy diệt, cứ như thế, Tiêu Phàm khẳng định hẳn phải chết là không nghi ngờ. Hề lão nhìn Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi, hắn muốn xuất thủ nhưng lại sợ hai người bọn hắn có việc gì, dù sao hắn còn không có khôi phục toàn bộ thực lực, hắn cũng không xác định những người Sở gia khác sẽ không làm gì bọn hắn. Ngươi là Sở đại gia chủ có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, mặc dù hắn không biết cái này có phải toàn bộ thực lực Sở Lăng Tiêu hay không, nhưng Tiêu Phàm hiện tại cũng còn không có thi triển toàn bộ lực lượng. Bây giờ còn ai có thể cứu được ngươi, Tu La Điện Chủ cũng không phải ba đầu sáu tay, trừ phi lại đến một kẻ như ngươi, bằng không ngươi hẳn phải chết là không nghi ngờ. Sở Lăng Tiêu cười lạnh liên tục. Tiêu Phàm kinh ngạc, cổ quái nhìn Sở Lăng Tiêu, khóe miệng cười tà, nói, ngươi xác định. Thực sự là trò cười, chẳng lẽ ngươi còn có thể phân thân hay sao? Sở Lăng Tiêu khịt mũi coi thường, đem ngọc bội cho ta cho ngươi chết toàn thây, cũng đưa người một nhà các ngươi cùng lên đường. Thần sắc Tiêu Phàm trở nên lạnh lùng, Sở Lăng Tiêu là thật muốn giết hắn, bây giờ tử sắc ngọc bội liền trong tay hắn, chỉ cần giết hắn, kế hoạch Sở Lăng Tiêu những năm này liền thành công. Trong mắt hắn, cái gì Sở gia gia chủ, cái gì mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia. Nào trọng yếu bằng hắn đột phá chiến thần cảnh. Dù là tiến về thần chi kiếp địa cũng chưa chắc có thể đột phá chiến thần cảnh, nhưng được cái này tử sắc ngọc bội, Sở Lăng Tiêu thập phần tự tin có thể bước ra một bước kia. Đột nhiên, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Sở Lăng Tiêu nói, Sở đại gia chủ, ngươi nhìn phía sau ngươi. Sở đại gia chủ, ngươi nhìn phía sau ngươi. Tiêu Phàm lời nói chưa dứt. Hề lão cùng người Sở ra nơi xa lại là trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cha, cẩn thận, Sở Vân Phi càng là kêu to, thực lực Tiêu Phàm vượt ngoài ý muốn cũng liền thôi, không nghĩ tới vừa rồi còn không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Kỳ thật ngay khi Tiêu Phàm nói ra câu nói kia, Sở Lăng Tiêu cũng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng nhìn hắn. Không đợi hắn phản ứng, đưa tay một chưởng hướng về hậu tâm hắn đánh tới. Không có khả năng, Sở Lăng Tiêu trước tiên cũng không phải là ngăn cản, mà lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì khuôn mặt kia cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc. Làm sao có thể có hai Tiêu Phàm? Không đợi hắn phản ứng, chưởng cương kia hung hăng đập vào phía sau lưng hắn, Sở Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng bốc lên một trận, thân thể hướng phía trước đánh tới. Thời khắc vội vàng, tay Sở Lăng Tiêu buông ra bắt lấy Tu La kiếm, hướng về phía sau Tiêu Phàm đánh tới. Trảo cương bá đạo trực tiếp đem Tiêu Phàm phá tan thành từng mảnh, nhưng mà lúc này tay Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm lăng không chém một cái, kiếm mang bá đạo mà hung mãnh gào thét mà xuống. Sở Lăng Tiêu nào còn dám cùng Tiêu Phàm dây dưa, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, nhưng vẫn chậm một nhịp, kiếm mang Tu La kiếm từ bên cạnh thân hắn trượt xuống. Ngực Sở Lăng Tiêu xuất hiện một đạo vết máu dữ tợn, máu tươi bay vụt. Không lo được vết thương, Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt rút lui mấy trăm trượng, một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nếu như không phải thương thế là thật, hắn còn coi là bản thân bị hoa mắt. Hai Tiêu Phàm, chẳng lẽ thực sự là phân thân? Phải biết, cho dù đột phá chiến thần cảnh cũng rất khó tu luyện ra phân thân, mà ý niệm cùng linh hồn khống chế phân thân. Tu sĩ tu vi như hắn là không có khả năng siêu việt hơn bản thân. Nhưng vừa nãy Tiêu Phàm hắn bộc phát khí thế tuyệt đối là chiến thánh cảnh hậu kỳ, trong khi bản thể Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ nói Tiêu Phàm nắm giữ công pháp đặc thù, có thể thời gian ngắn chế tạo phân thân siêu việt? Sở đại gia chủ, ta chỉ là nhận lời ngươi yêu cầu mà thôi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, tâm hắn cũng phù phù nhảy không ngừng. Nếu như không phải hắn lĩnh ngộ linh hồn phân thân, vừa nãy khả năng hắn thực thảm. Sở Lăng Tiêu âm trầm, hắn vừa nãy chỉ là thuận miệng nói mà thôi,
chỗ nào biết rõ thực lại có thêm một Tiêu Phàm, đây quả thực là đánh mặt bản thân. Ngọc bội kia ngươi còn muốn hay không? Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Lăng Tiêu ăn một cái thiệt thòi lớn, trong lòng thập phần sảng khoái, hắn cầm tử sắc ngọc bội trong tay nhẹ nhàng đung đưa. Không muốn, vậy ta liền dùng để cứu mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Bất quá lần này hắn lại cẩn thận tới cực điểm, vừa nãy Sở Lăng Tiêu sở dĩ không xuất thủ là bởi vì còn có hai đạo hồn giới ngăn cản mệnh chọc chi khí, coi như Tiêu Phàm bước vào bên trong đạo thứ nhất, hắn cũng được xúc tu. Mà khi một đạo hồn giới bị phá mất, liền chỉ còn lại một đạo hồn giới cuối cùng, Tiêu Phàm một khi bước vào một đạo hồn giới cuối cùng, tử sắc ngọc bội liền không chiếm được, cho nên Sở Lăng Tiêu mới có thể lựa chọn xuất thủ. Nhìn thấy tử sắc ngọc bội trong tay Tiêu Phàm, Sở Lăng Tiêu căm phẫn, đáng tiếc lại căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Ngươi nếu dám đi vào, ta hiện tại liền giết bọn hắn. Âm thanh Sở Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hiện tại thẻ đánh bạc cuối cùng của hắn chính là Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Phàm nghe vậy lập tức ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Sở gia trưởng lão, cha ta cùng gia gia nếu có cái gì không hay xảy ra, ta mặc kệ các ngươi có phải người Sở gia hay không, đều phải chôn cùng. Tiêu Phàm không phải uy hiếp bọn hắn, hắn đối với Sở gia không có bất cứ tia cảm tình nào, những người này nếu dám động thủ, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe được Tiêu Phàm nói, hai trưởng lão Sở gia nắm lấy Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên toàn thân khẽ run lên, bọn hắn mặc dù không dám vi phạm mệnh lệnh Sở Lăng Tiêu, nhưng càng thêm sợ hãi Tu La Điện Chủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút không biết làm sao, bọn hắn đều không muốn đắc tội hai bên. Mặc dù Sở Lăng Vi nói Sở Lăng Tiêu không phải người Sở gia, nhưng nàng hiện tại cũng không xuất ra chứng cứ, bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vạn nhất Sở Lăng Vi nói láo, hay là Sở Lăng Vi mới là gia chủ đời trước kiếm về, đến thời điểm không may lại là bọn hắn. Bên trong bọn hắn có một người lại là ngoại lệ, chính là đại trưởng lão, ánh mắt đại trưởng lão thỉnh thoảng rơi trên người Tiêu Linh Nhi, về phần sự tình khác, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Có đúng không? Sở Lăng Tiêu cười lạnh, cũng không quay đầu lại nói ra, giết lão đầu này cho bản gia chủ. Trưởng lão nắm lấy Tiêu Hạo Thiên biến sắc, mồ hôi từ trên trán túa ra, giết Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Phàm sẽ bỏ qua bản thân sao? Đây là để hắn nhập đội à? Còn lo lắng cái gì, ta bây giờ còn là Sở gia gia chủ, vi phạm mệnh lệnh Sở gia gia chủ, người biết rõ hậu quả đấy. Sở Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Nghe vậy, trưởng lão Sở gia toàn thân run rẩy một cái, vi phạm mệnh lệnh Sở gia gia chủ hắn tự nhiên rõ ràng, chính là Chu Cửu tộc, hậu quả này không phải hắn có thể tiếp nhận. Nghĩ vậy, trưởng lão Sở gia hít sâu một cái, nâng bàn tay liền chuẩn bị hướng về Tiêu Hạo Thiên chém tới, hắn giơ cao tay phải lên hơi hơi run rẩy. Dừng tay, Sở Lăng Vi đột nhiên hét lớn một tiếng, tiến tới mấy bước, không khí chung quanh đều kết thành hàn băng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta hiện tại liền cho ngươi chứng cứ. Giết hắn, Sở Lăng Tiêu rõ ràng có chút chột dạ, bất quá trưởng lão Sở gia cũng không phải đồ đần, vạn nhất Sở Lăng Vi nói đúng thì sao? Bọn hắn nhận một ngoại nhân làm gia chủ đã thẹn đối với tiền bối Sở gia, nếu còn bị một ngoại nhân sử dụng làm nô tài, vậy hắn chính là tội nhân Sở gia. Ánh mắt Sở Lăng Vi băng lãnh liếc nhìn lấy toàn trường, đột nhiên, nàng lấy ra một khối kim sắc ngọc phù, nhìn thấy viên ngọc phù, tất cả mọi người hơi kinh hãi. Hồn ngọc, trong đó một trưởng lão run giọng nói, những người khác tự nhiên cũng nhận ra lai lịch ngọc phù. Hồn ngọc, tên như ý nghĩa, là tới nay gửi lại tàn hồn, đương nhiên cũng có thể dùng để gửi lại tàn niệm, bình thường đạt tới chiến thánh cảnh liền có thể ở bên trong lưu lại tàn niệm, dù trên vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Sở Lăng Tiêu, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi một cơ hội, ngươi đã quyết tuyệt như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Ngón tay khô gầy Sở Lăng Vi nhẹ nhàng bóp, kim sắc hồn ngọc lập tức bạo tán mà mở. Bạo tán hồn ngọc đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo điểm sáng màu vàng óng, điểm sáng tại hư không ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, đó là một lão già, thần sắc một mặt không giận tự uy. Bái kiến lão gia chủ, tên trưởng lão khác thấy thế, sắc mặt biến hóa. Vội vàng hướng về quang ảnh kia bái nói, quang ảnh kia hiển nhiên không phải ai khác, mà là ông ngoại Tiêu Phàm. Trường Thiên. Hề lão nhìn đạo thân ảnh kia cũng có chút kích động, ông ngoại Tiêu Phàm tên là Sở Trường Thiên,
người ở đây cũng chỉ có Hề lão dám gọi thẳng tên Húy. Nhìn thấy Sở Trường Thiên, toàn thân Sở Lăng Tiêu run rẩy lên, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn biết rõ bản thân hết thảy đều phải bại lộ. Gặp qua sư tôn, Sở Trường Thiên đầu tiên là hướng Hề lão hơi hơi thi lễ. Ngươi trước xử lý sự tình nhà ngươi đi. Hề lão biết rõ, hồn ngọc một khi bóp nát, tàn niệm liền tồn tại không được bao lâu. Tàn niệm Sở Trường Thiên gật gật đầu, sau đó chậm rãi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, thập phần bình thản nói, không nghĩ tới vẫn là đi đến một bước này, nghịch tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, ta có tội gì, lão bất tử ngươi để cho ta kế thừa Sở gia gia chủ còn không phải không có ý tốt, nghĩ để cho ta tiến vào phong ấn chi địa thay Sở gia ngươi hy sinh. Hiện tại ngươi còn dám tới hỏi tội ta? Khuôn mặt Sở Lăng Tiêu trở nên có chút dữ tợn. Nghe được Sở Lăng Tiêu chất vấn, tất cả trưởng lão Sở gia một mảnh tĩnh mịch, bọn hắn cũng không dám ngắt lời hai đại gia chủ, vô luận là ai đều không phải bọn hắn có thể địch. Dù Sở Trường Thiên chỉ là một đạo tàn niệm, bọn hắn cũng là phát ra kính sợ từ nội tâm. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới để ngươi hy sinh. Sở Trường Thiên lắc đầu, tựa như vì Sở Lăng Tiêu mà cảm thấy đau lòng. Sợi tàn niệm hắn lưu lại là vì giải quyết việc này, có thể hiện thân đã nói lên sự tình đã đến cấp độ hắn suy nghĩ. Không để ta hy sinh, vậy ngươi tại sao không đem ngọc bội cho ta? Người Sở gia các ngươi đều nói dễ nghe, đều là hạng người âm hiểm, người khác tin ngươi, ta cũng không tin. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng. Sở dĩ không đem ngọc bội cho ngươi là bởi vì ta quá biết ngươi, dã tâm ngươi quá lớn, Sở gia tồn tại cũng không phải là cùng ai tranh phong, mà là thủ hộ mảnh cổ địa này. Bí mật ngọc bội ngươi biết rõ, nếu ngươi được tất nhiên sẽ không bận tâm mạng sống con người cổ địa Sở gia, đột phá chiến thần cảnh cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cho dù ngươi đột phá chiến thần cảnh thì như thế nào đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tranh bá chiến hồn đại lục? Huống chi, ngọc bội trong tay Lăng Vi cũng có thể đưa đến tác dụng phong ấn, trong tay ai không phải một dạng. Sự thật chứng minh, ta bây giờ là đúng. Sở Trường Thiên ý vị thâm trường nói ra. Hừ, hiện tại ngươi đương nhiên nói như vậy, ta nếu được ngọc bội kia, đột phá chiến thần cảnh, coi như hủy cổ địa này, ta cũng có thể để Sở gia vạn năm cơ nghiệp, chẳng lẽ sai sao? Rõ ràng là ngươi đối với ta có ý kiến, chấp niệm Sở Lăng Tiêu rất sâu. Hoàn toàn không có nhận thức đến bản thân sai lầm. Hắn thấy, đột phá chiến thần cảnh liền có thể vô địch chiến hồn đại lục, hắn quá tự cho là đúng, có chút sự tình cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi mặc dù không phải ta sinh, nhưng nhiều năm trước tới nay ta đều một mực đem ngươi coi thành nhi tử đối đãi. Ngươi biết muốn dùng ngọc bội kia phong ấn chi địa sẽ bỏ ra cái giá gì sao? Sở Trường Thiên thở dài một hơi. Đại giới! Ngươi bây giờ còn đang trêu chọc ta sao? Sở Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường. Sở Trường Thiên lắc đầu, nói, muốn dùng ngọc bội kia phong ấn, nhất định phải lấy sinh mệnh một người làm dẫn. Nói cách khác, một khi sử dụng ngọc bội nhất định phải bỏ ra đại giới tử vong, ngươi hiện tại còn muốn có muốn không? Cái gì? Tiêu Phàm mãnh kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sử dụng ngọc bội kia đến phong ấn vậy mà nhất định phải hy sinh tính mệnh một người. Trên mặt Hề lão cũng lộ ra kinh sợ. Rất hiển nhiên hắn cũng không biết điểm này, hắn chỉ biết rõ tử sắc ngọc bội có thể gia cố phong ấn. Không có khả năng, ngươi là đang cố ý gạt ta. Sắc mặt Sở Lăng Tiêu rốt cục có biến hóa. Nếu như Sở Trường Thiên đem ngọc bội kia giao cho hắn, thực nếu dùng để phong ấn chi địa mà nói, không phải là cố ý hại hắn sao? Thế nhưng Sở Trường Thiên không có làm như thế, cái này từ một phương diện mà nói, là bảo vệ hắn. Nhưng hắn chẳng những cảm kích, ngược lại cho rằng Sở Trường Thiên không có đem hắn làm nhi tử thân sinh mà đối đãi, trong lúc nhất thời Sở Lăng Tiêu tiếp thu không được cái sự thật này. Sự thật chính là như thế, nếu như ngươi là nhi tử cha sinh, hắn sẽ không chút do dự đem ngọc bội cho ngươi, sự tình Sở gia, hy sinh tính mệnh người Sở gia là đương nhiên. Lần này mở miệng nói chuyện là Sở Lăng Vi. Ngừng lại. Sở Lăng Vi tiếp tục nói, liền bởi vì ngươi không phải nhi tử cha sinh cho nên hắn mới không muốn ngươi chịu chết, bởi vì cái này đối với ngươi không công bằng. Ngươi vậy mà còn giết cha, Sở Lăng Tiêu ngươi chính là Bạch Nhãn Lang. Nghe nói như thế, tất cả mọi người minh bạch tất cả chân tướng sự tình, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Sở Trường Thiên tràn ngập vẻ kính sợ, mà đối với Sở Lăng Tiêu lại khịt mũi coi thường,
vô luận Sở Lăng Tiêu có phải nhi tử Sở Trường Thiên thân sinh hay không đã không trọng yếu, bởi vì Sở Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có vì Sở gia suy nghĩ, hơn nữa còn kém chút giết lão gia chủ. Đây không phải điều bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ, người như vậy liền phụ thân đều có thể giết, há lại sẽ quan tâm tính mệnh người khác đây. Cho nên ta đem nhiệm vụ giao cho Lăng Vi, cũng để cho nàng mang theo ngọc bội tiến vào phong ấn chi địa. Sở Trường Thiên lại bổ sung một câu. Nói đến nơi này, trong mắt Sở Trường Thiên đều là tự trách vẻ, hắn làm như thế rất hiển nhiên là có lỗi với Sở Lăng Vi, nhưng hắn không còn biện pháp. Phong ấn Sở gia không thể phá, một khi phá vỡ, chết là toàn bộ Sở gia cổ thành. Không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Sở Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, hai mắt đỏ bừng, hiện ra quang mang khát máu, gần như điên cuồng lên. Đổi lại là những người khác đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, tín ngưỡng mấy chục năm trong nháy mắt đều bị người khác lật đổ, đây không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, sự thật chính là như thế, là ngươi chấp mê bất ngộ, những năm này ngươi muốn bức ta xuất ra ngọc bội cũng không phải là ta không tiếc ngọc bội, mà là ngọc bội rơi trong tay ngươi chính là ngày toàn bộ Sở gia tận thế. Sở Lăng Vi lại bổ sung, những năm này người một nhà của nàng tiếp nhận vô số thống khổ, mà hết thảy đều do Sở Lăng Tiêu tự tư, Sở Lăng Vi có thể nhẫn đến hiện tại đã không tồi. Bất quá nàng không hận phụ thân, bởi vì lúc trước nàng nguyện ý, chỉ là nàng không cách nào chịu đựng là kẻ đã từng đối với nàng đủ kiểu sủng ái vậy mà sẽ đối với nàng như thế. Dù bọn hắn không có huyết thống thực, nhưng ở trong mắt Sở Lăng Vi, một mực coi Sở Lăng Tiêu là ca ca, thẳng đến bây giờ Sở Lăng Vi còn muốn cho hắn cơ hội. Đáng tiếc Sở Lăng Tiêu chấp mê bất ngộ, muốn giết Tiêu Hạo Thiên cùng Tiêu Trường Phong, hơn nữa có nhiều trưởng lão ở chỗ này như vậy cũng vừa vặn đem sự tình giảng rõ ràng. Lão gia hỏa, người gạt ta, tất cả những thứ này đều là giả, ngọc bội kia ta muốn. Sở Lăng Tiêu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bộc phát, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai trưởng lão nắm lấy Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên. Hai đạo trưởng cương đánh ra, hai trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị đánh bay, Sở Lăng Tiêu vặn tay một cái, lạnh lùng nhìn đối phương, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nghịch tử, ngươi làm cái gì? Thả cha ta, dừng tay, Sở Trường Thiên, Tiêu Phàm, Sở Lăng Vi bọn hắn cùng nhau hét lớn, phẫn nộ nhìn Sở Lăng Tiêu, chuẩn bị đánh giết. Chẳng ai ngờ rằng Sở Lăng Tiêu vậy mà sẽ đột nhiên bộc phát mà, hoàn toàn làm bọn hắn không kịp trở tay. Không muốn bọn hắn chết, liền đừng tới. Sở Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng giống như một đầu dã thú phát cuồng. Cha, sắc mặt Sở Vân Phi tái nhợt, hắn không nghĩ tới sự tình lại là dạng kết quả này, trong lúc nhất thời cũng có chút tiếp thu không được hắn luôn mồm kêu Sở Lăng Vi là con hoang, nhưng mà hiện tại phụ thân Sở Lăng Tiêu hắn mới là con hoang, hắn cũng không phải là người thừa kế Sở gia gia chủ, mà là nhi tử của con hoang. Vân Phi, người tới. Chỉ có ánh mắt Sở Lăng Tiêu nhìn về phía Sở Vân Phi mới có một tia nhu hòa, tất cả trưởng lão Sở gia khác đều thối lui đến một bên, một bộ không liên quan đến mình. Sở Vân Phi đi đến bên người Sở Lăng Tiêu, hắn biết rõ lần này Sở gia là sẽ không bỏ qua bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống sót rời đi nơi này. Tiểu súc sinh, đem ngọc bội kia tới, bằng không ta giết bọn hắn. Sở Lăng Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng. Việc đã đến nước này hắn đã không có bất kỳ cái gì lui bước, chỉ muốn được tử sắc ngọc bội. Dù không làm Sở gia gia chủ hắn cũng không muốn bỏ qua đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm dắt lấy ngọc bội, gân xanh trên trán như tiểu trùng ngọ nguậy, trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu đã là một người chết. Ngươi kêu ta tin tưởng ngươi như thế nào, thả người, ta liền đem ngọc bội cho ngươi. Tiêu Phàm cưỡng ép nhìn xuống sát ý trong lòng, lạnh giọng nói. Như ngươi mong muốn. Sở Lăng Tiêu thần sắc băng lãnh, tiện tay đem Tiêu Hạo Thiên hất ra ngoài, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một cỗ đại lực nâng Tiêu Hạo Thiên lên. Phàm Nhi, nhất định phải cứu cha ngươi. Tiêu Hạo Thiên rốt cục lại có thể mở miệng nói chuyện, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Ra ra, ngươi yên tâm. Tiêu Phàm nắm lấy bả vai Tiêu Hạo Thiên, lực lượng đá trắng điên cuồng tràn vào, vài cái hô hấp. Thương thế trên người Tiêu Hạo Thiên liền khôi phục không sai biệt lắm. Hề lão, phiền phức chiếu cố cho gia gia của ta. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Hề lão một cái, thấy Hề lão gật gật đầu,
Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Đừng từ từ, đem ngọc bội tới. Sở Lăng Tiêu nói, một tay bấm cổ Tiêu Trường Phong, có nguyên nhân dùng sức quá độ, Tiêu Trường Phong bị đau nhức tỉnh lại. Phong ca, Sở Lăng Vi khàn cả giọng kêu to. Vi nhi, bờ môi Tiêu Trường Phong ngọ nguậy, thanh âm rất nhỏ, trên người hắn tràn đầy vết thương, cơ hồ hao hết tất cả tinh khí thần. Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt trắng bạch kia, ngón tay khảm vào lòng bàn tay, hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là quan tâm người bên cạnh mình nhất. Đừng tới. Tiêu Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, sắc mặt bị bóp có chút hồng nhuận phơn phớt. Khuôn mặt quen thuộc kia làm hắn trong nháy mắt nhớ tới cái gì, người thanh niên này hẳn là chỉ lúc sinh ra đời mới gặp qua con trai của một lần. Phốc, một đạo máu vẩy ra, Sở Lăng Tiêu một chỉ bắn ra, một đạo kiếm mang xuyên thủng đầu vai Tiêu Trường Phong, bất quá Tiêu Trường Phong liền hừ đều không hừ một tiếng. Những năm này tra tấn đã làm hắn không biết đau đớn là gì, hắn không muốn để cho bản thân đau đớn đi tra tấn hắn người nhà, tra tấn hắn đã đầy đủ. Cuối cùng nói một lần, đem ngọc bội ném tới. Sở Lăng Tiêu gần như điên cuồng, cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, hắn là sợ Hề lão xuất thủ. Dù Hề lão chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhưng hắn đã từng tiếp cận nhất chiến thần cảnh, muốn giết hắn cũng không khó khăn lắm. Đã từng đạt tới cảnh giới kia, Hề lão nếu như liều mạng mà nói, chỉ cần bỏ ra một chút đền bù, giết chết hắn vẫn là không khó. Một tay giao người, một tay giao đồ vật, ngươi nếu dám động thủ, ta dám cam đoan, cha con ngươi không thể rời bỏ nơi này. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Nếu quả thật đem ngọc bội ném qua, Sở Lăng Tiêu nhất định sẽ dùng phụ thân hắn làm thẻ đánh bạc, rất khó thoát khỏi cái chết, chỉ có ngọc bội trong tay hắn, Sở Lăng Tiêu mới không dám thực động thủ. Tiêu Phàm từng bước một đạp không tiến lên, cách phụ tử Sở Lăng Tiêu chỉ có 10 trượng. Dừng lại, Sở Lăng Tiêu vội vàng hét Tiêu Phàm, cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, mà là lo lắng con trai Sở Vân Phi của hắn, hắn muốn rời đi nơi này cũng không phải là sự tình rất khó khăn. Tiêu Phàm không có để ý tới, tiếp tục tiến lên, mấy tức thời gian lại tiến lên 3 trượng. Ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Tay Sở Lăng Tiêu bấm cổ Tiêu Trường Phong đột nhiên lại dùng mấy phần lực đạo, từng tia máu tươi từ trên cổ Tiêu Trường Phong chảy xuống. Tiêu Phàm không dám bước thật chặt, ngưng tiếng nói, để cho ta tra tới, ta đem ngọc bội cho ngươi. Trước tiên đem ngọc bội cho ta, bằng không không có thương lượng. Sở Lăng Tiêu đối với Tiêu Phàm vẫn còn có chút kiêng kỵ, vừa rồi trong tay Tiêu Phàm ăn một cái thiệt thòi làm hắn bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm. Lời còn chưa dứt. Tay hắn lần nữa dùng sức, đã có thể nghe được thanh âm xương cốt đứt gãy. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, do dự một cái, vẫn đem ngọc bội trong tay ném qua. Sở Lăng Vi mấy người phía sau khẩn trương đến cực điểm, bọn hắn mặc dù không tin Sở Lăng Tiêu làm người, nhưng càng sợ Sở Lăng Tiêu giận dữ liền giết Tiêu Trường Phong. Sớm nên như thế, Sở Lăng Tiêu nhìn thấy ngọc bội kia tới gần, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn mang theo Tiêu Trường Phong đạp không mà lên, một tay dắt lấy ngọc bội kia, sau đó khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, hư không đột nhiên vỡ ra. Đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ thiên địa chi uy, có thể vỡ vụn hư không, huống chi Sở Lăng Tiêu là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh lâu năm. Vân Phi, đi, Sở Lăng Tiêu hét lớn, đột nhiên một cước đạp về phía Sở Vân Phi không kịp đề phòng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Liền bị một cước đạp vào bên trong không gian liệt phùng. Buông cha ta xuống, Tiêu Phàm gầm thét, Tu La Thần Dược thoáng hiện, bỗng nhiên ngăn lại đường đi Sở Lăng Tiêu. Thả hắn, ta làm sao có thể thả hắn? Các ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để cho các ngươi tốt qua, ha ha, chết đi cho ta. Sở Lăng Tiêu gầm thét, tay bấm cổ Tiêu Trường Phong đột nhiên dùng sức, thân thể lại hướng khe không gian bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát. Cũng đúng lúc này, sau lưng Sở Lăng Tiêu đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ xông thẳng ra. Nụ cười trên mặt Sở Lăng Tiêu két két mà dừng, thời khắc quay đầu lại nhìn thấy một bàn tay đánh tới, trực tiếp ngăn lại đường Sở Lăng Tiêu chạy trốn. Cha, trong khe không gian, truyền đến thanh âm Sở Vân Phi kêu to. Đi mau, Sở Lăng Tiêu đưa tay vung lên, vùng không gian kia trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn đạo thân ảnh phía sau lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét lên, cút ngay,
phía sau hắn không phải người khác mà là Hề lão, chẳng biết lúc nào Hề lão đã xuất hiện ở sau lưng hắn, trưởng cương kia đánh vào đầu vai Sở Lăng Tiêu, xương vỡ bay tứ tung. Sở Lăng Tiêu liên tục ho ra máu, thân thể thừa cơ nhanh chóng hướng phía trước, nhìn thấy Hề lão lần nữa đánh tới, Sở Lăng Tiêu ra sức gầm thét, đừng tới, lại tới ta liền giết hắn. Đem ngọc bội giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Hề lão ngừng thân hình không có tiếp tục xuất thủ, ngươi chẳng lẽ nhìn mấy chục tỷ sinh mệnh cổ địa Sở gia tử vong sao? Ta cũng không phải người Sở gia chết sống cùng ta có liên can gì? Sở Lăng Tiêu lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Hề lão, bọn hắn không biết Hề lão tại sao đột nhiên mạnh như vậy, hắn rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh tu vi, tại sao làm bọn hắn đều có loại sợ hãi. Tiêu Phàm cũng kinh ngạc nhìn Hề lão, hắn mặc dù không biết Hề lão tại sao cường đại, nhưng hắn có thể cảm giác được thể nội khí huyết Hề lão tăng vào tới cực điểm, rất hiển nhiên, Hề lão thời gian ngắn có thể phát huy ra thực lực cường đại như thế là cùng khí huyết hắn có quan hệ. Hay cho không có quan hệ gì với ngươi, ta lúc trước liền không nên nuôi ngươi. Sở Trường Thiên phẫn nộ đến cực điểm, một sợi tàn niệm đều rất giống muốn tiêu tán. Sở Trường Thiên, ngươi biết ngươi làm gì chỉ có nữ nhi này sống sót chứ? Sở Lăng Tiêu đột nhiên quái dị cười một tiếng, lau lau máu tươi khóe miệng. Nghe vậy, con ngươi Sở Trường Thiên co rụt lại, run giọng nói, là ngươi. Không sai, hai nhi tử của ngươi đều là ta giết chết. Còn có một kẻ bị ta đánh vào hư không liệt phùng, bây giờ ta còn nhớ kỹ khuôn mặt thống khổ của bọn hắn, nhớ tới ta đều cảm thấy thư sướng. Sở Lăng Tiêu không kiêng nể gì cả cười. Hắn hiện tại tựa như đã không sợ chết, chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi cầm thú, Sở Trường Thiên toàn thân run rẩy, tàn niệm hắn rốt cục chống đỡ không nổi, bạo tán mà mở. Cha, Sở Lăng Vi kêu to, vội vàng nhào lên, muốn bắt lấy cái gì? Nhưng lại cái gì đều không lưu lại, tàn niệm Sở Trường Thiên triệt để tiêu tán Sở Lăng Tiêu, nói ngươi là cầm thú đều là cất nhắc ngươi, ngươi nhất định chính là không bằng cầm thú. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Lăng Tiêu, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Không bằng cầm thú lại thì thế nào, ta mới là người cười đến cuối cùng, không giết bọn hắn, ta có thể trở thành Sở gia gia chủ sao? Sở Lăng Tiêu tùy tiện cười to, cười có chút không kiêng nể gì cả. Các vị trưởng lão Sở gia tim mật phát lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà độc ác như thế, liền huynh đệ mình đều giết. Trong trí nhớ tu sĩ Sở gia hiện tại, Sở Trường Thiên chỉ có Sở Lăng Tiêu cùng Sở Lăng Vi một trai một gái, bọn hắn không biết là Sở Trường Thiên còn có hai nhi tử. Một người lớn hơn Sở Lăng Tiêu, một người khác nhỏ hơn Sở Lăng Tiêu trong huynh đệ tỉ muội bọn họ xếp hạng lão nhị, rất nhiều trưởng lão Sở gia đều biết rõ việc này. Bọn hắn có ít người còn nhớ kỹ khuôn mặt hai nhi tử của Sở Trường Thiên, hai người ở bên ngoài cổ địa Sở gia biên hoang lịch luyện, lại không biết vì sao mà chết, cái này vẫn luôn là một bí mật không thể giải đáp. Bọn hắn không nghĩ tới hai nhi tử Sở Trường Thiên vậy mà đều là Sở Lăng Tiêu giết chết. Lúc trước cũng không phải không ai đem mâu chỉ hướng Sở Lăng Tiêu, bởi vì hai huynh đệ chết, đối với hắn là chỗ tốt to lớn nhất, hai nhi tử của Sở Trường Thiên chết. Hắn sẽ danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ Sở gia. Bất quá thời điểm khi mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Sở Lăng Tiêu, Sở Trường Thiên lại đứng đi ra bảo vệ cho hắn, hắn thấy dã tâm Sở Lăng Tiêu mặc dù không nhỏ, nhưng không phải một người vô tình vô nghĩa. Đương nhiên, Sở Trường Thiên cũng không phải chưa từng hoài nghi, mà là hai nhi tử sau khi chết, Sở gia tạm thời không có người thừa kế, cho nên Sở Trường Thiên không nguyện ý hướng Sở Lăng Tiêu hoài nghi. Sở Trường Thiên nguyên bản còn muốn sinh một nhi tử kế thừa Sở gia gia chủ chi vị, nhưng qua nhiều năm cố gắng như vậy, cuối cùng chỉ sinh ra Sở Lăng Vi. Sở Trường Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, tất cả những thứ này vậy mà thực sự là Sở Lăng Tiêu làm. Ngươi không bằng heo chó, ta sẽ giết ngươi. Sở Lăng Vi phát cuồng, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên. Đến đây, giết ta đi, trước khi giết ta nhất định tìm nam nhân ngươi chôn cùng. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng, cười có chút đáng sợ. Hắn giờ phút này máu me khắp người, mới vừa rồi bị Hề lão đánh lén, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, bất quá cho dù hắn không tốt, giết chết Tiêu Trường Phong cũng là không khó. Mẹ, Tiêu Phàm vội vàng lôi kéo Sở Lăng Vi, hắn giờ phút này cũng muốn đem Sở Lăng Tiêu tháo thành tám khối, nhưng hắn càng không muốn cha hắn bị Sở Lăng Tiêu giết chết.
đến đây, giết chết ta. Sở Lăng Tiêu vẫn kêu gào, hắn triệt để điên cuồng lên, dù sao phong ấn này cũng mau bị phá vỡ, muốn chết chúng ta cùng chết, có mấy chục tỷ người Sở gia chôn cùng, Sở Lăng Tiêu ta chết cũng có ý nghĩa. Nghe nói như thế, sắc mặt trưởng lão khác hoàn toàn thay đổi, bọn hắn không muốn lưu ở chỗ này chịu chết, mấy người chuẩn bị lặng yên rời đi. Ai cũng không cho phép đi. Sở Lăng Vi lạnh nhạt nhìn đám người Sở gia, tất cả mọi người run run. Ha ha, rốt cục chó cắn chó, trước khi chết còn có thể nhìn một trận trò hay cũng không tệ. Sở Lăng Tiêu tóc loạn vũ, cả người tựa như điên cuồng. Sở Lăng Vi, ngươi chẳng lẽ muốn Sở gia chết sao? Chúng ta hiện tại mang theo một số người rời đi còn kịp, nếu lưu ở chỗ này, tất cả mọi người đều phải chôn cùng Sở Lăng Tiêu, liệt tổ liệt tông Sở gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi mặc dù là nữ nhi lão gia chủ, nhưng đã gả làm vợ, đã không còn là người Sở gia ta, có gì quyền lợi lưu lại chúng ta? Ngươi là một nữ lưu dựa vào cái gì gào to chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể lưu lại ta hay sao? Mấy trưởng lão Sở gia kêu gào, bọn hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, lưu ở chỗ này hẳn phải chết là không nghi ngờ, nếu như có thể mang một chút đồ vật Sở gia đi, cho dù ra ngoại giới cũng có thể trở thành đại thế lực một phương. Các ngươi nhất định chính là con dẹp Sở gia, bình thường làm mưa làm gió, chỉ biết rõ tranh danh đoạt lợi, lại cống hiến gì cho gia tộc ta không lưu lại các ngươi. Sở Lăng Vi lạnh như băng nhìn những trưởng lão này. Giờ phút này Sở Lăng Vi đột nhiên tựa như biến thành một người khác, giống như một thượng vị giả chân chính, tựa như đây mới là chính nàng. Cho dù những năm này tiếp nhận vô tận thống khổ, vẫn như cũ không có ma diệt ngạo khí bên trong nàng. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Sở Lăng Vi hiện tại cỡ nào lo lắng an nguy phụ thân hắn, nhưng nàng càng thêm không muốn nhìn thấy Sở gia cứ như vậy phân liệt. Nếu như ông ngoại hắn tại thế cũng khẳng định không muốn thấy cảnh này. Nếu không lưu chúng ta, vậy ngươi tại sao gọi chúng ta lại? Trong đó một bà lão lạnh như băng mở miệng, Tiêu Phàm liếc nhìn liền nhận ra chính là tam trưởng lão sư tôn Sở Hinh. Các ngươi có thể đi, nhưng đồ vật Sở gia đều phải lưu lại. Sở Lăng Vi thập phần bá đạo, trợn mắt liếc nhìn mấy người, trên người trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí thế to lớn. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, cùng rất nhiều chiến thánh cảnh giao thủ qua, hắn có thể khẳng định, cỗ khí thế nở rộ trên người mẫu thân hắn căn bản chính là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ mẫu thân hắn sớm đã đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong? Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, lúc trước Hề lão tiến vào phong ấn chi địa. Tu Vi không phải cũng lui lại à, Sở Lăng Vi nhiều lần tiến vào, Tu Vi thối lui đến chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng không tính là sự tình quái dị. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn lại chúng ta. Tam trưởng lão khịt mũi coi thường, quay người liền chuẩn bị rời đi, ngoài ra còn có mấy người cũng cực kỳ khinh thường, sau đó đi theo tam trưởng lão rời đi. Bất quá, đại trưởng lão cùng 5 vị trưởng lão khác chính là lưu lại, mấy người tựa như đang dùng rằng cái gì. Hề lão nhìn 5 vị trưởng lão rời đi, hơi hơi lắc đầu, ánh mắt tựa như đáng thương cho bọn hắn. Tiêu Phàm kinh ngạc, chẳng lẽ Hề lão chuẩn bị xuất thủ lưu lại bọn hắn sao? Tiêu Phàm tin tưởng, lấy thực lực Hề lão có lẽ thật đúng là có thể làm đến bước này. Nhưng mà đúng vào lúc này, mi tâm Sở Lăng Vi đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím, quang mang cực kỳ chói mắt, sau đó tại vô tâm nàng ngưng tụ thành một khỏa đá quý màu tím hình thoi. Các ngươi không xứng là người Sở gia, Sở Lăng Vi lấy huyết mạch chi lực, gọi tiên tổ linh, đoạt huyết mạch phản nghịch Sở gia, lập sinh tử ấn. Sở Lăng Vi đột nhiên mở miệng kêu lên, trong tay đánh ra một đạo thủ ấn. Oanh long long, hư không đột nhiên run lên bần bật, từng đạo trưởng cương to lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên đỉnh đầu tam trưởng lão bọn họ, tam trưởng lão bọn hắn toàn thân run lên, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, từng đạo tử sắc lưu quang từ mi tâm tam trưởng lão bọn hắn lan tràn ra, hướng về vị trí Sở Lăng Vi bay vụt đến. Hào quang màu tím dọc theo mi tâm Sở Lăng Vi thẩm thấu mà vào, viên đá quý tử sắc hình thoi càng ngày càng sáng chói lên. Huyết mạch sinh tử ấn. Nơi xa, con người Sở Lăng Tiêu rung động kịch liệt một cái. Đại trưởng lão cùng trưởng lão Sở gia chưa từng rời đi cũng hơi hơi động dung. Bọn hắn rất hiển nhiên đều biết rõ cái gì là huyết mạch sinh tử ấn, một khi tước đoạt huyết mạch chi lực, những người bọn hắn khả năng liền vĩnh thế làm nô. Hề lão,
cái gì là huyết mạch sinh tử ấn. Tiêu Phàm rốt cục minh bạch Hề lão trước đó vì sao sẽ lộ ra thần sắc đáng thương kia, chỉ là hắn vẫn như cũ không biết cái gì là huyết mạch sinh tử ấn. Huyết mạch sinh tử ấn là một loại thủ đoạn công sát huyết mạch, sau khi đột phá chiến thần cảnh, huyết mạch cũng tìm được cực hạn cường hóa, còn cái cùng hậu đại linh hồn, huyết mạch đều sẽ đánh lên lạc ấn. Từ ý nào đó để nói, đây là một loại áp chế mệnh cách, trừ phi huyết mạch phản tổ hoặc là huyết mạch người sáng tạo siêu việt mới có thể siêu thoát ra ngoài, bằng không cả một đời cũng khó có thể đào thoát mệnh cách chân áp. Loại thủ đoạn này bình thường là dùng để đối phó người phản tộc, nhẹ thì tước đoạt huyết mạch, vĩnh thế làm nô, nặng thì trực tiếp diệt sát. Hề lão hít sâu một cái, giải thích nói. Hề lão hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng, nói tu la huyết mạch trên người người ta cũng đã được nghe nói, tương đối đặc biệt, nên tính là sơ đại huyết mạch, người khác không làm gì được ngươi. Cái gì là sơ đại huyết mạch? Tiêu Phàm lại hỏi. Sơ đại huyết mạch, tương đương với tự thân sáng tạo huyết mạch, người mới là kẻ thứ nhất nắm giữ loại huyết mạch này, hơn nữa muốn thi triển huyết mạch sinh tử ấn, nhất định phải là sơ đại huyết mạch. Mặt khác khả năng còn có một chút hạn chế, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hề lão giải thích nói. Như thế, vậy trên người mẫu thân ta là sơ đại huyết mạch. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Mẫu thân ngươi là huyết mạch phản tổ, điểm này ta từng nghe ông ngoại ngươi nói qua. Hề lão gật đầu. Nghe được hề lão nói như vậy, Tiêu Phàm cũng yên tâm không ít, bất quá tu la huyết mạch không lo lắng, nhưng huyết thần long huyết mạch thì sao? Nhìn đến. Được một loại huyết mạch nào đó cũng không phải là chuyện tốt, về sau dùng thần long huyết mạch, ta vẫn phải cẩn thận hơn. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đại tiểu thư, chúng ta sai, van cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội. Đại tiểu thư, chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm sở gia gia chủ, van cầu ngươi đừng giết chúng ta. Tiếng kêu rên từ vị trí tam trưởng lão bọn hắn truyền đến, trong mắt bọn họ đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Sở Lăng Vi lại có thể thi triển huyết mạch sinh tử ấn. Tước đoạt trưởng lão chi vị cùng huyết mạch chi lực các ngươi, lưu tại Sở gia lấy công chuộc tội. Sở Lăng Vi băng lãnh phun ra một đạo thanh âm. Sau đó đưa tay đánh ra một đạo thủ ấn, trên đỉnh đầu mấy người đột nhiên ngưng tụ thành một đạo pháp ấn rườm rà rơi vào mi tâm mấy người. Nếu như không phải nàng không muốn hủy Sở gia, Sở Lăng Vi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Những người này dù sao cũng là trụ cột vững vàng Sở gia, đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên. Liên giết bọn hắn như thế cũng quá đáng tiếc. Đa tạ đại tiểu thư, tam trưởng lão mấy người nơm nớp lo sợ phủ phục trên mặt đất, hướng về Sở Lăng Vi không ngừng dập đầu. Sở Lăng Vi lại không có tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Vi, tiện nhân lại có thể thi triển huyết mạch sinh tử ấn, đáng tiếc ta không phải người Sở gia. Ngươi không làm gì được ta. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Vi tràn ngập kiêng kỵ. Thả Phong ca, đem ngọc bội giao ra, ta để ngươi rời đi. Âm thanh Sở Lăng Vi lạnh lùng nói. Ta sẽ tin ngươi sao? Sở Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường, bàn tay hắn ngưng tụ thành kiếm, đè vào phía trên trái tim Tiêu Trường Phong, hắn hiện tại sợ nhất chính là hề lão đánh lén. Giết hắn. Lúc này, Tiêu Trường Phong đột nhiên dùng hết toàn lực mở miệng nói, đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đột nhiên hướng phía trước, mặc dù Sở Lăng Tiêu nắm lấy cổ của hắn, nhưng Tiêu Trường Phong vẫn như cũ có thể động, hồn lực chi kiếm của Sở Lăng Tiêu biết bao sắc bén, một cái liền xuyên thủng lồng ngực Tiêu Trường Phong. Phong ca, cha, Sở Lăng Vi, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi kêu to, ba người sát khí giống như đại dương mãnh liệt cuộn trào ra. Hướng về Sở Lăng Tiêu đánh giết. Tự tìm cái chết, người muốn chết cũng đừng lôi kéo ta. Sở Lăng Tiêu ra sức gầm thét, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà sẽ tự sát. Người không phải đều sợ chết à, làm sao có thể tự sát đây? Một màn này tựa như Sở Lăng Tiêu nhận biết, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đem thi thể Tiêu Trường Phong ném về Tiêu Phàm bọn hắn, liền lần nữa xé rách hư không chuẩn bị bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hề lão cũng đồng thời xuất thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt xông vào bên trong hư không liệt phùng. Sở Lăng Tiêu, Tiêu Phàm ôm thi thể Tiêu Trường Phong, ngửa mặt lên trời gào thét, sát ý trên người giống như thủy triều bộc phát ra. Đá trắng cùng bất hủ chi lực điên cuồng hướng về thể nội Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, nhưng mà thân thể Tiêu Trường Phong mặc dù nhanh chóng được chữa trị,
nhưng sinh cơ căn bản không có bất kỳ phản ứng. Con người Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn chằm chằm hư không Liệt Phùng, trong lòng hắn âm thầm thề, cho dù trên trời dưới đất, hắn cũng nhất định sẽ giết Sở Lăng Tiêu. Nhưng mà lúc này, vẻn vẹn không đến một cái hô hấp lại có một vệt sáng từ bên trong hư không Liệt Phùng xông ra, chỉ thấy áo bảo hề lão bị phá toái không chịu nổi, đầu tóc rối bời vô cùng, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Hư không Liệt Phùng không phải dễ xông vào như vậy, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc dám ở trong đó làm ẩu, đương nhiên nếu như vận khí tốt, không đụng tới hư vô phong bạo vẫn là không có vấn đề. Mặt khác, trong tay hề lão còn cầm một đạo thân ảnh máu me khắp người, thân ảnh kia so với hề lão càng thêm chẳng tốt đẹp gì. Sở Lăng Tiêu, Tiêu Phàm mấy người đều nhận ra người trong tay hề lão, lập tức phẫn nộ tới cực điểm, đem thi thể Tiêu Trường Phong giao cho Sở Lăng Vi. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người liền sát khí nặng nề xông lên. Ha ha, được làm vua thua làm giặc. Sở Lăng Tiêu buồn bã cười một tiếng, đến hiện tại hắn cũng không sợ chết, cười lạnh nói, giết ta đi. Giết ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi. Sắc mặt Tiêu Phàm băng lãnh xuất hiện ở trước người Sở Lăng Tiêu, ta muốn quất thần hồn ngươi đốt đèn trời, báo thù cho cha. Báo thù, cấm địa phong ấn sắp phá vỡ, dù sao các ngươi đều phải chết. Có nhiều người sở ra như vậy chôn cùng cũng đủ. Thần sắc Sở Lăng Tiêu đạm mạc, tóc dài phiêu đãng, cả người nhìn qua rốt cuộc không có hăng hái bộ dáng trước đó. Nghe nói như thế, sắc mặt đám người sở ra khó xử đến vô cùng, ánh mắt bọn hắn hướng về nơi xa nhìn lại, lại nhìn thấy đạo hồn giới cuối cùng lóe lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Chúng ta còn có ngọc bội, mau đưa ngọc bội kia giao ra. Tiêu Linh Nhi hét lớn. Những người khác nghe vậy cũng ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn Sở Lăng Tiêu. Ngọc bội, ta đã ném vào bên trong hư vô, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi làm đệm lưng. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng, cười cực kỳ khó coi. Ngươi, Tiêu Linh Nhi vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lúc này thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên. Ba vị, các ngươi nên xuất thủ. Tiêu Phàm lại nhìn về phía không trung nói, đám người cổ quái nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn cũng không biết đang cùng ai nói chuyện. Chẳng lẽ âm thầm còn ẩn giấu đi người cường đại sao? Cho dù là cường đại cũng không thể phong ấn mệnh chọc chi khí a. Ong ong đột nhiên không trung vỡ ra, từng đạo bạch sắc quang mang chiếu nghiêng xuống, cả mảnh trời đều bị chiếu sáng vô cùng, ngay sau đó, một tòa ngọc lầu bạch sắc từ hư không xuất hiện. Vạn thánh dược các, trưởng lão sở ra tất cả đều kêu lên sợ hãi. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn không trung. Không sai, xuất hiện ở không trung chính là Vạn Thánh Dược Các, chỉ là bọn hắn hiện tại đều nghĩ không ra Vạn Thánh Dược Các tại sao lúc này sẽ xuất hiện, chẳng lẽ thực sự là Tiêu Phàm triệu hoán ra. Ca, Vạn Thánh Dược Các, Tiêu Linh Nhi cũng cực kỳ không bình tĩnh, ánh mắt những người khác cũng nhao nhao rơi trên người Tiêu Phàm. Vạn Thánh Dược Các vốn chính là một bộ phận phong ấn cái này. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều. Dư quang lại rơi vào phía trên một đạo thân ảnh ở trong đó, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Sở Lăng Tiêu nói, hiện tại ngươi có thể chết. Không có khả năng, bọn hắn không có khả năng phong ấn mệnh chọc chi khí. Trong mắt Sở Lăng Tiêu tràn ngập sợ hãi, trước đó có nhiều như vậy người bồi tiếp hắn chết, hắn không sợ. Nhưng hiện tại, chỉ có hắn chết, toàn thân Sở Lăng Tiêu liền bắt đầu run rẩy. Phốc, một đạo kiếm mang lóe qua, hai tay Sở Lăng Tiêu bưng bít lấy cổ mình, thù giết cha không đội trời chung, Tiêu Phàm không có khả năng buông tha hắn. Nhìn thi thể Sở Lăng Tiêu, thần sắc Tiêu Phàm lạnh như băng nói, ngươi nên may mắn ta không đột phá chiến thần cảnh, bằng không tất nhiên quất linh hồn ngươi, dùng làm thiên hỏa nấu luyện vạn năm. Nghe được Tiêu Phàm nói, đám người không khỏi lạnh run, quả nhiên không hổ là Tu La Điện Chủ, sát tính quá là đáng sợ. Đến bước này, gia chủ sở ra Sở Lăng Tiêu, chết. Ai cũng không ngờ tới, đường đường gia chủ sở ra vậy mà lại chết ở chỗ này, nhưng vừa nghĩ tới việc Sở Lăng Tiêu đã làm với một nhà bọn Tiêu Phàm, cũng không có ai cảm thấy Sở Lăng Tiêu không đáng chết cả. Đổi lại là bọn họ, có khi sẽ không dễ dàng giết chết Sở Lăng Tiêu như vậy, chắc chắn sẽ tra tấn một trận, khiến hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Tiêu Phàm cho hắn chết một cách thống khoái đã coi như là nhân từ rồi. Kỳ thật Tiêu Phàm sao lại không muốn tra tấn Sở Lăng Tiêu chứ, chỉ là hắn cảm thấy tên cặn bã không bằng cầm thú như Sở Lăng Tiêu,
căn bản không xứng để Tiêu Phàm hắn tra tấn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm một chỉ điểm ra, một loạt kim sắc hỏa diễm rất nhanh lan tràn, trong nháy mắt bao phủ 10 trượng xung quanh, tất cả đều bị thiêu sạch. Hắn biết linh hồn của Sở Lăng Tiêu chắc chắn vẫn chưa tiêu tán, nhưng nếu bị vô tận chi hỏa đốt cháy nhất định cũng sẽ từ từ lụi tàn, đây cũng là một loại tra tấn khác đối với Sở Lăng Tiêu. Làm xong tất cả những việc này, Tiêu Phàm mới trở lại bên cạnh Tiêu Trường Phong, lực lượng bạch thạch tiếp tục đưa vào trong thân thể Tiêu Trường Phong, thương thế của hắn lập tức được trị khỏi hoàn toàn. Nhưng Tiêu Trường Phong vẫn không có dấu hiệu khôi phục, sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đến đáng sợ. Linh hồn của cha không thấy đâu nữa. Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Linh Nhi khó coi nói. Linh hồn, Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, người sau khi chết, linh hồn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiêu tán đi, dựa vào một chút dược quý hiếm có thể hoàn hồn trọng sinh. Cũng giống như lúc trước cứu mạng tiểu ma nữ, dùng một gốc U Minh Thần Hoa là có thể đem nàng cứu sống. Sở ra có U Minh Thần Hoa không? Tiêu Phàm quát lên hỏi đám tam trưởng lão, nếu có U Minh Thần Hoa, vậy còn có thể cứu sống. Đám tam trưởng lão lắc đầu, giờ phút này bọn họ không dám lừa gạt Tiêu Phàm, nhất định là thật. Vô dụng thôi, linh hồn của cha không ở nơi này, cho dù có U Minh Thần Hoa cũng không cứu được cha. Hai mắt Tiêu Linh Nhi đỏ bừng, nước mắt trào ra. Tiêu Phàm mặt âm trầm, hắn biết Tiêu Linh Nhi nói không sai. Không nói đến việc bây giờ căn bản không tìm được U Minh Thần Hoa, cho dù tìm được, vậy cũng cần linh hồn của Tiêu Trường Phong còn ở chỗ này. Hề lão cau mày một cái, đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Phàm, trước đó ta nhìn thấy một vệt ánh sáng xông vào hư vô phong bạo, ta thấy liệu có thể là. Nói đến đây, vẻ mặt hề lão khó coi, mặc dù hắn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng với thực lực của hắn căn bản cũng không qua được hư vô phong bạo. Bằng không thì sắc mặt hề lão cũng sẽ không khó coi như vậy, ông chỉ mới chạm đến biên giới hư vô phong bạo liền đã không chịu nổi, lập tức trở về. Hề lão, chuyện này cũng không trách ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, cho dù thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều muốn đi tìm linh hồn của cha ta. Ta nghĩ cha ngươi không có việc gì, quang mang kia có thể đi vào trong hư vô phong bạo đã vô cùng kỳ lạ. Hề lão an ủi. Kỳ thật cũng không chỉ là an ủi, bởi vì đạo lưu quang kia quả thực rất quỷ dị, lúc ấy hề lão nhìn thấy còn vô cùng kinh ngạc. Tiêu Phàm gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí bố trí mấy đạo hồn giới xung quanh thi thể phụ thân Tiêu Trường Phong của hắn, phòng ngừa thi thể hư thối, sau đó lấy ra một bộ quan tài thủy tinh. Mẹ yên tâm, hài nhi nhất định sẽ tìm linh hồn của cha về. Tiêu Phàm cắn răng nói. Ta cũng vậy. Ánh mắt Tiêu Linh Nhi cũng vô cùng kiên định. Mẹ tin tưởng ngươi. Sở Lăng Vi gật đầu, sau đó nhanh chóng lau nước mắt, sờ sờ đầu Tiêu Linh Nhi. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên lần nữa, nói, ra ra, những năm này để người chịu khổ rồi. Ra ra không khổ, ngược lại là Phàm Nhi ngươi, ra ra rất tự hào về ngươi, Tiêu gia cũng rất tự hào về ngươi. Trong hốc mắt của Tiêu Hạo Thiên có nước mắt đảo quanh. Hắn hiểu rất rõ. Tiêu Phàm trong vòng mấy năm ngắn ngủi có thể trưởng thành đến mức như bây giờ, chắc chắn chịu rất nhiều gian khổ, đây không phải điều người bình thường có thể tưởng tượng ra được. So với Tiêu Phàm, hắn ở Sở gia có lẽ có chịu khổ, nhưng căn bản không hề nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị chút đau đớn về thể xác mà thôi. Tiếng nổ lớn trong không trung thu hút sự chú ý của Tiêu Phàm, ngẩng đầu nhìn lên không trung, lại nhìn thấy Vạn Thánh Dược Các đi ra. Trên đỉnh Vạn Thánh Dược Các, có ba đạo thân ảnh đang đứng, chính là ba người Yến Các Chủ, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn, Vạn Thánh Dược Các chư thánh đem ba người bảo vệ ở trung tâm. Tiểu Hữu, Bảo Trọng, người mở miệng nói chuyện đầu tiên lại là Trương Văn Cẩn. Nghe thấy giọng nói này, tất cả đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm vậy mà thực sự quen biết chủ nhân Vạn Thánh Dược Các, hơn nữa bọn họ thực sự là vì Tiêu Phàm mà đến. Bảo Trọng, Tiêu Phàm gật đầu. Cũng không nói cái gì, hắn cùng với ba người này chỉ là một loại giao dịch mà thôi, mặc dù hắn tạm thời được chỗ tốt, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng về sau hắn phải trả giá nhiều hơn. Tiểu Hữu không cần đau lòng, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp mặt. Lục Bá Hậu ý vị thâm trường cười nói. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, ai đau lòng, tiểu gia hận không thể khiến các ngươi nhanh biến mất, không thể không nói, cái tên Lục Bá Hậu kia quá tự luyến.
Sở ra tiểu nữ oa, người có thể dùng cách tổn hại mệnh cách của mình để phong ấn tên quái vật này, tinh thần rất đáng quý, chúng ta cho ngươi một ít đồ vật, xem như đền bù tổn thất cho ngươi. Trương Văn Cẩn cười nói. Cùng lúc đó, chư thánh đột nhiên cùng nhau đưa tay vung lên, trên thân mỗi người đều bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, bạch sắc quang mang nhanh chóng hội tụ, sau đó ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành một cột sáng rộng khoảng một trượng. Cột sáng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Sở Lăng Vi theo bản năng muốn chống cự, lúc này giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên, mẹ, ba lão gia hỏa này mặc dù không tốt lắm nhưng sẽ không hại mẹ. Sở Lăng Vi gật đầu, khóe miệng ba người Lục Bá Hậu trên không trung giật một cái, thiếu chút nữa thì nhịn không được nổi bão, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đây là, mệnh nguyên, con ngươi Hề lão co rụt lại, kinh hãi nhìn cột sáng màu trắng kia, sau đó nhìn về phía đám người Lục Bá Hậu trên không trung, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái gì là mệnh nguyên? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, hắn phát hiện, không thể đột phá chiến thần cảnh mở ra thập trọng ký ức của Tu La truyền thừa, hắn vẫn không biết rất nhiều thứ. Mệnh nguyên là mệnh cách chi tinh ngưng tụ, có thể là mệnh cách lớn mạnh và tu bổ mệnh cách, nhưng mà đây còn là vô chủ mệnh nguyên vô cùng tinh túy, là bảo vật vô giá đó. Hề lão giải thích, vẫn khó nén sự kinh ngạc trong lòng, mặt hâm mộ nhìn Sở Lăng Vi. Nhưng mà hắn cũng biết rõ, đây là điều Sở Lăng Vi nên có được, nếu như không phải nàng mấy lần ra cố phong ấn, cái phong ấn kia đã sớm phá. So với những thứ mất đi, Sở Lăng Vi được hiển nhiên càng nhiều hơn, cái này có thể gọi là làm người tốt tất được báo đáp. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu như trước đó hắn còn không tin mệnh cách tồn tại, nhưng mà hiện tại hắn tin, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy cái mệnh nguyên này. Lúc cột sáng màu trắng đi vào trong thân thể Sở Lăng Vi, tóc trắng của Sở Lăng Vi đột nhiên biến thành màu đen, da rẻ nhăn nheo từng tầng lột ra, lộ ra da thịt trắng ngần, giống như trẻ con mới sinh. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, huyết khí trong cơ thể Sở Lăng Vi đang nhanh chóng tăng lên, tựa như đạt tới điểm giới hạn. Một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bắn ra từ trên người Sở Lăng Vi, đám Tiêu Phàm bị cỗ khí thế này đánh bay, không khí xung quanh đột nhiên tóe ra vô số liệt phùng. Đột phá, đám người trong lòng rất không bình tĩnh, Sở Lăng Vi vừa rồi vậy mà đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, lại đột phá nữa chẳng phải là chiến thánh cảnh đỉnh phong sao? Bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy việc đột phá dễ dàng như vậy, bọn họ đạt đến cảnh giới như bây giờ, đều phải bỏ ra thời gian mấy chục năm. Nhưng mà Tiêu Phàm biết rõ, mẫu thân của mình vốn đã đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ chỉ là khôi phục mà thôi. Nhìn không chung một cái, Tiêu Phàm vẫn thi lễ nói, đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Ân là ân, oán là oán, điểm này Tiêu Phàm phân biệt rất rõ ràng. Cáo từ. Lục Bá Hậu nhìn thấy Tiêu Phàm cũng có lúc phải chịu thua, mỉm cười, để lại một câu nói, ba người mang theo chư thánh tàn niệm, chạy về phía chỗ sâu trong cấm địa. Mắt đám người đều nhìn về phía chỗ sâu trong cấm địa Sở ra, từng đạo bạch sắc lưu quang giống như sao băng rơi, sáng chói rực rỡ, đem toàn bộ cấm địa Sở ra chiếu sáng như ban ngày. Vô số tu sĩ ở cổ thành Sở ra cùng nhau nhìn về hướng này, đáng tiếc cách quá xa. Hơn nữa còn có hồn giới cấm địa cách trở, bọn họ căn bản nhìn không rõ ràng. Tiêu Phàm thủ hộ bên người Sở Lăng Vi, con người thỉnh thoảng nhìn về phía vạn thánh dược các trên không trung, chư thánh tàn niệm mặc dù đi tới trong chỗ sâu phong ấn chi địa, nhưng vạn thánh dược các lại ở lại được. Hắn rất rõ ràng, chờ tàn ảnh của vạn thánh dược các chư thánh toàn bộ biến mất, chính là lúc vạn thánh dược các chân chính thực hóa, hơn nữa Tiêu Phàm nhất định không thể để người khác có được vạn thánh dược các. Đổi một cách nói khác, vạn thánh dược các chỉ có thể rơi vào trong tay hắn, đây là ước định của Tiêu Phàm cùng ba người Lục Bá Hậu. Nhưng mà giờ phút này, còn có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm không trung, trong mắt người kia lộ ra sự hưng phấn, hận không thể lập tức xông ra bắt lấy vạn thánh dược các. Tinh thần của tất cả mọi người đều đắm chìm trong phong ấn chi địa, tất nhiên không có phát hiện. Một lúc sau, những cái tàn niệm kia đã tại nhanh chóng giảm bớt, hơn nữa. Khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là, sương mù trong hồn giới nhanh chóng giảm bớt, giống như thủy triều lui lại. Thành công, các vị trưởng lão Sở ra tất cả đều hoan hô, tảng đá lớn trong lòng rốt cục buông xuống. Vừa rồi bọn họ cũng vô cùng căng thẳng, một khi đạo hồn giới cuối cùng của phong ấn chi địa bị phá vỡ,
cả tòa cổ thành Sở gia đều xong đời. Dù là vừa rồi nhìn thấy vạn thánh dược các xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng có chút bồn chồn, nhưng mà hiện tại, bọn họ triệt để yên lòng. Không nghĩ tới vạn thánh dược các lại chính là dùng để trấn áp phong ấn chi địa, Sở gia may mắn a. Hề lão cũng thở dài, có thể thấy được Sở gia không việc gì, sự lo lắng của hắn cũng giảm bớt không ít. Hề lão, ngài vẫn tốt chứ? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Hề lão, hắn cảm giác Hề lão giờ phút này trạng thái hỏng bét, rất hiển nhiên có liên quan đến việc vừa rồi hắn thể hiện một thực lực siêu cường. Không có việc gì. Hề lão cười cười. Tiêu Phàm cũng không nói gì nhiều, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng huyết khí của Hề lão mỏng manh đi không ít, vừa rồi Hề lão dùng thủ đoạn khiến thực lực của bản thân đạt tới cực hạn, rõ ràng phải trả giá rất lớn. Hơn nữa Tiêu Phàm có thể đoán được trả giá này có liên quan đến thọ nguyên, Tiêu Phàm chỉ có thể đem phần này cảm kích giấu ở trong lòng, nếu như không có Hề lão, hắn thật đúng là khó mà giết chết Sở Lăng Tiêu. Vừa nghĩ tới thọ nguyên, Tiêu Phàm lại nghĩ tới cái gì, nhịn không được hỏi, Hề lão, mệnh cách thực sự tồn tại sao? Đúng, Hề lão không hiểu nhìn Tiêu Phàm, nhưng mà vẫn vô cùng chắc chắn nói ra, lúc ngươi chạm đến ngưỡng cửa chiến thần cảnh. Ngươi sẽ cảm ứng được mệnh cách của bản thân, bất quá bây giờ ngươi còn cảm giác không thấy. Mệnh cách là thứ rất mơ hồ, mệnh cách càng cường đại, tu giả vận khí sẽ càng tốt, hơn nữa có thể tạo ra một chút áp lực với người mệnh cách yếu hơn. Thì ra là thế. Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, vậy mệnh cách phải làm thế nào mới gia tăng được? Nếu như Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu. Hận không thể một cái tát chết cái tên tiểu tử này, bọn họ giải thích nửa ngày, Tiêu Phàm vẫn không tin. Mà Hề lão vẻn vẹn giải thích một vài câu, Tiêu Phàm liền tin, đây chính là chênh lệch. Có hai phương pháp gia tăng mệnh cách, loại thứ nhất là tăng tu vi của bản thân, tu vi tăng lên, mệnh cách cũng theo đó mà càng ngày càng mạnh, loại phương pháp thứ hai chính là hấp thu vô chủ mệnh nguyên. Vô chủ mệnh nguyên chính là sức mạnh vừa rồi phân tán đi từ tàn niệm của vạn thánh dược các chư thánh. Loại sức mạnh này ta cũng không biết đến từ đâu, nhưng rất quý. Hề lão cẩn thận giải thích nói. Tiêu Phàm có thể cảm giác được khí tức trên người Hề lão càng ngày càng yếu. Hề lão lấy ra một viên đan dược nuốt vào liền ngồi xuống, một đạo khí tức như có như không bao xung quanh người hắn. Tiêu Phàm biết Hề lão đang vận chuyển công pháp khôi phục huyết khí, chỉ là đạt tới cảnh giới như Hề lão hiện nay, vận chuyển công pháp đã không còn sợ bị bên ngoài quấy nhiễu. Hề lão. Vậy có phải có cả người vừa ra đời mệnh cách đã vô cùng cường đại đúng không? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn hiển nhiên có hứng thú với mệnh cách. Ta từng được nghe về một truyền thuyết, có một loại người vừa ra đời mệnh cách liền vô cùng cường đại, loại người này mệnh rất cứng, hơn nữa người đối địch với hắn đều ngỏm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết thảm. Loại người này giống như được thượng thiên bảo vệ vậy, bởi vậy mới gọi là thiên hữu chi nhân, chỉ là người như vậy. Vài vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Nói đến mấy chữ thiên hữu chi nhân này, vẻ mặt Hề lão đầy sự hâm mộ. Thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, nhớ kỹ mấy chữ này. Sau đó Tiêu Phàm lại thỉnh giáo Hề lão mấy vấn đề, hắn đã có sự hiểu biết sơ qua về mệnh cách, trước đó hắn còn không tin sự tồn tại của mệnh cách, nhưng mà bây giờ lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Bởi vì biết được từ chỗ Hề lão, sau khi đột phá chiến thần cảnh, có thể cảm ứng được sự tồn tại của mệnh cách, hơn nữa có vài tu sĩ có thể điều động sức mạnh của mệnh cách. Về phần làm thế nào để phân biệt sự mạnh yếu của mệnh cách thì Hề lão cũng không biết, Tiêu Phàm lại có chút hối hận vì không tin tưởng lời nói của đám Lục Bá Hậu, bằng không có thể hỏi thăm một vài chuyện liên quan đến mệnh cách. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trầm ngâm nói, bây giờ hối hận cũng đã muộn, về sau tìm một cơ hội hỏi một chút. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía không trung, lại phát hiện, tàn niệm của vạn thánh dược các đã gần như hoàn toàn biến mất, vạn thánh dược các hơi hơi rung động, vốn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng bây giờ lại bắt đầu ngưng tụ. Bạch sắc quang mang vạn thánh dược các tỏa ra, cũng nhanh chóng nhạt đi, từ phía xa nhìn lại quang mang kia giống như toàn bộ được thu vào trong vạn thánh dược các. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn biết rõ vạn thánh dược các không đơn giản. Nhưng hắn vẫn là không muốn mang vạn thánh dược các theo bên người, cũng giống như cái vạn thánh dược điển kia vậy. Thôi, nam nhân nói chuyện, nói được làm được, không thể nói không giữ lời. Tiêu Phàm thở dài,
sau đó đạp không bay về hướng Vạn Thánh Dược Các. Lúc Tiêu Phàm đạp không bay lên, một thân ảnh nhanh chóng nhảy qua người hắn, xông thẳng về phía Tiêu Linh Nhi, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Đại trưởng lão, Tiêu Phàm thấy rõ thân ảnh kia, con người hơi hơi lạnh lẽo, nhếch miệng lên cười tà. Cẩn thận, Hề lão là người đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, lập tức quát to một tiếng. Đáng tiếc, vừa rồi hắn tiêu hao quá nhiều sức, căn bản không thể xuất thủ, cho dù là kêu to hai chữ này, hắn cũng phải nhịn không phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn, ngươi làm gì? Sở Linh Nhi kêu to, nàng nào có thể nghĩ đến, sư tôn của nàng vậy mà sẽ động thủ với nàng. Khuôn mặt vốn rất tự ái của đại trưởng lão đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, ông vươn tay chụp về phía Tiêu Linh Nhi. Quả nhiên không có ý tốt, lúc này, lại một giọng nói băng lãnh vang lên, chỉ thấy trước người Tiêu Linh Nhi, đột nhiên xuất hiện thân ảnh của Tiêu Phàm, cầm trong tay Tu La Kiếm, toàn lực một kích chạm xuống. Tiêu Phàm, đại trưởng lão kêu lên sợ hãi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy nơi đó còn có thêm một Tiêu Phàm nữa. Chính là bay về hướng Vạn Thánh Dược Các. Đại trưởng lão mị mị hai mắt, sau đó xoay người một cái, từ bỏ việc bắt Tiêu Linh Nhi, nhào về phía Vạn Thánh Dược Các trên không trung. Tiêu Phàm nhìn thấy đại trưởng lão đánh tới, sắc mặt khẽ trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng không tốt, xem ra bị nhìn thấu rồi. Không đợi hắn xuất thủ, trưởng cương của đại trưởng lão trong nháy mắt đã đến trên lồng ngực hắn, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên nổ tung. Rất hiển nhiên, đây chỉ là linh hồn Tiêu Phàm phân thân mà thôi, bị đại trưởng lão nhìn thấu cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao, linh hồn phân thân này của hắn mặc dù áp chế ở chiến thánh cảnh trung kỳ, nhưng trong tay hắn lại không có Tu La Kiếm. Đại trưởng lão cũng là dựa vào điểm này, nhận ra phân thân linh hồn của Tiêu Phàm, theo những quan sát trước đó, đại trưởng lão biết rõ, Tiêu Phàm cầm Tu La Kiếm cường đại hơn rất nhiều so với Tiêu Phàm chiến thánh cảnh hậu kỳ. Cho nên hắn trước tiên tránh đi Tiêu Phàm bản thể, lựa chọn phân thân của hắn. Tiêu Phàm vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của đại trưởng lão, phát hiện đại trưởng lão thỉnh thoảng nhìn chăm chú Tiêu Linh Nhi, hơn nữa lộ ra một sự cuồng nhiệt với Vạn Thánh Dược Các. Bản thân hắn liền nghĩ ra một ý kiến, bản thể giấu vào bên trong không gian bí cảnh Tu La Điện, để linh hồn phân thân đi cướp đoạt Vạn Thánh Dược Các, thứ nhất có thể thăm dò đại trưởng lão, thứ hai cũng có thể cam đoan an nguy của Tiêu Linh Nhi. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Tiêu Linh Nhi tất nhiên quan trọng hơn Vạn Thánh Dược Các rất nhiều, cho nên bản thể mới có thể thủ hộ bên người Tiêu Linh Nhi. Sự thật chứng minh, hắn quả thực đặt cược đúng, đại trưởng lão mặc dù rất muốn có được Vạn Thánh Dược Các, nhưng hắn ta vẫn là lựa chọn ra tay với Tiêu Linh Nhi. Đương nhiên, cho dù không có hắn bảo vệ, tiểu kim trên đầu vai Tiêu Linh Nhi cũng sẽ kịp thời xuất thủ, cho dù không phải đối thủ của đại trưởng lão, nhưng ngăn trở trong chốc lát thì vẫn có thể làm được. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, tại sao đại trưởng lão lúc này còn muốn bắt Tiêu Linh Nhi, chẳng lẽ trên người Tiêu Linh Nhi còn có bí mật gì đó? Hơn nữa, hắn còn nghĩ ra rất nhiều, có lẽ Tiêu Linh Nhi được đại trưởng lão thu làm đệ tử đích truyền, cũng vô cùng có khả năng chỉ là mê hoặc Tiêu Linh Nhi mà thôi. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng cảm thấy may mắn, vì trên người Tiêu Linh Nhi có thứ đại trưởng lão nhìn chúng, bằng không thì Tiêu Linh Nhi đoán chừng cũng không có khả năng sống đến hiện tại. Lúc Tiêu Phàm thất thần, đại trưởng lão đã tiêu diệt phân thân linh hồn của Tiêu Phàm, đưa tay bắt lấy Vạn Thánh Dược Các đang dần thu nhỏ trong không trung. Vạn Thánh Dược Các vốn dĩ vô cùng to lớn, giờ phút này lại chỉ lớn cỡ bàn tay, rơi vào lòng bàn tay đại trưởng lão. Ánh mắt lạnh như băng của đại trưởng lão nhìn Tiêu Phàm, quát lên, muốn lấy Vạn Thánh Dược Các, liền dùng Sở Linh Nhi để đổi. Lời còn chưa dứt, hắn liền một quyền đánh nát hư không. Một đạo hư vô liệt phùng xuất hiện, đại trưởng lão nghĩ cũng không nghĩ, liền một bước bước vào trong đó, giống như một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Ngớ ngẩn, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, bảo hắn dùng Tiêu Linh Nhi đi đổi Vạn Thánh Dược Các, trừ phi đầu hắn bị ngu, huống chi hắn vốn cũng không muốn lấy Vạn Thánh Dược Các, chỉ là muốn hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn mà thôi. Lập tức lại thầm nói, trương lão, ba người các vị trên trời có linh cũng nên nhìn thấy. Không phải ta không nguyện ý đem Vạn Thánh Dược Các mang theo trên người, mà là có người đem nó cướp đi. Vạn Thánh Dược Các bị đại trưởng lão mang đi, Tiêu Phàm giờ phút này vui vẻ còn không kịp đây. Ca sẽ không thực sự dùng muội đi đổi lấy cái Vạn Thánh Dược Các kia chứ?
Tiêu Linh Nhi đáng thương nhìn Tiêu Phàm nói, hiển nhiên cũng có ý nói đùa. Đừng nói một tòa vạn thánh dược các, cho dù là 10 tòa, 100 tòa, ca cũng sẽ không. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Hắn không hề có chút ý tứ đùa cợt nào, người hiểu Tiêu Phàm đều biết hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn tình nguyện tổn thương bản thân cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương người thân của mình. Đúng là chỉ có ca mới đối tốt với ta nhất. Tiêu Linh Nhi cười hì hì nói, lôi kéo cánh tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, đột nhiên nhiều ra thêm một muội muội, lại nhìn nương và gia gia, trong lòng Tiêu Phàm vui vẻ, điều duy nhất không vui chính là, phụ thân của hắn chết, linh hồn không biết tung tích ở đâu. Cha, cha yên tâm, cho dù phá hủy thiên cổ vạn giới, ta cũng nhất định tìm được linh hồn ngươi trở về. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, con ngươi kiên định nói. Hô, đột nhiên, một vệt sáng từ nơi không xa bắn ra xông thẳng về phía chân trời, đâm thủng bầu trời, bốn phía đột nhiên có tuyết rơi, đầy trời băng tuyết rơi xuống, lộng lẫy xinh đẹp. Tất cả ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người Sở Lăng Vi, trên người nàng tỏa ra lãnh ý khó ai có thể địch nổi, loại lạnh này không phải đến từ ngoài thân, mà là đến từ sâu trong linh hồn. Người ở đây, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Vi đều tràn đầy sự kiêng kỵ, cho dù là Tiêu Phàm, cũng cảm giác giờ phút này Sở Lăng Vi quá đáng sợ. Thậm chí ngay cả Hề Lão, cũng bị khí thế của Sở Lăng Vi chấn nhiếp, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là tổ thần huyết mạch. Áp lực như vậy, chỉ có chiến thần mới có. Sau một lát, sự băng lãnh xung quanh người Sở Lăng Vi rốt cục biến mất, nàng chậm rãi đứng dậy, một bộ váy trắng che kín thân thể, mái tóc xinh đẹp bay bay trong gió. Nàng giống như tiên tử đi ra từ trong tranh, xinh đẹp, cao nhã, vô hình lại tản ra một cỗ khí thế của thượng vị giả. Trên mi tâm của nàng, còn lóe ra một đạo tử sắc bảo quang, giống như khảm một viên đá quý màu tím. Càng thêm quý khí bức người. Những trưởng lão còn lại ngây ngốc nhìn Sở Lăng Vi, bọn họ cũng được xem như là nhìn Sở Lăng Vi lớn lên, bọn họ hoàn toàn không cách nào đem Sở Lăng Vi giờ phút này liên tưởng đến tiểu cô nương trước đây. Càng không phải là người phụ nữ có chồng từng bị tra tấn kia, liếc mắt nhìn một cái, trong mắt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ kính sợ. Sở Lăng Vi hai tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm đá quý màu tím tản ra một đạo quang mang. Hướng về chân trời kích xạ đi, sau đó tất cả mọi người ở đây, trừ Tiêu Phàm, Hề Lão, Tiêu Hạo Thiên cùng Tiêu Linh Nhi, đỉnh đầu mỗi người đều có một đạo chùm sáng màu tím bắn vào. Rất hiển nhiên, cái chùm sáng màu tím chỉ dành cho người Sở gia. Đại tiểu thư tha mạng, từng đợt tiếng kêu rên vang lên, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Vi của tất cả mọi người đều thay đổi. Từ giờ phút này trở đi, bản cung là gia chủ Sở gia, các ngươi có phục không? Sở Lăng Vi căn bản không để ý ánh mắt cầu khẩn của bọn họ, ngược lại thản nhiên nói, chỉ là bên trong mắt lại phóng ra lãnh ý. Một đám trưởng lão Sở gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó nhao nhao quỳ xuống, bái kiến gia chủ. Nếu đều phục, vậy bản cung sẽ tuyên bố mấy mệnh lệnh. Trong mắt Sở Lăng Vi lóe lên vẻ tàn khốc, một đám trưởng lão chỉ có thể lẳng lặng nghe, nào dám phản kháng. Điều thứ nhất. Chuyện hôm nay các ngươi đều phải giấu kín trong lòng, một khi truyền ra ngoài, các ngươi liên đới, Chu Tam tộc, Cửu tộc vĩnh viễn làm nô, cái chết của Sở Lăng Tiêu, bản cung sẽ tuyên cáo với Sở gia cổ thành. Rõ, gia chủ. Đám người vội vàng bái nói. Điều thứ hai, chức vị của các ngươi tạm thời không thay đổi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, sinh tử ấn mặc dù trong thời gian ngắn chế ước các ngươi, nhưng chỉ cần đối với Sở gia trung thành, bản cung tự sẽ thu hồi. Rõ, gia chủ. Những trưởng lão không muốn rời đi thở phào một hơi, bởi vì bọn họ từ lúc đầu liền rất trung thành với Sở gia. Ngược lại đám tam trưởng lão, lại lộ ra vẻ mặt như ăn phải mướp đắng, bọn họ biết rõ, cho dù bọn họ biểu hiện tốt, cũng không có khả năng khôi phục huyết mạch chi lực. Điều thứ ba, Sở Lăng Vi có bộ dạng hăng hái như đang thay đổi giang sơn, liên tục nói bảy điều, trưởng lão Sở gia đều gật đầu nghe theo. Thời khắc mấu chốt, phải dùng phương pháp mấu chốt, Tiêu Phàm cũng biết rõ, mẹ hắn làm như thế, một là vì bảo hộ hắn, không muốn bại lộ thân phận của hắn. Thứ hai lại là không muốn Sở gia đi về hướng lụi bại, mặc dù Sở Lăng Vi hiện tại một bộ dáng cường thế, nhưng nếu ai có thể biết rõ, chua xót khó chịu trong lòng Sở Lăng Vi giờ phút này chứ. Đều giải tán hết đi. Sở Lăng Vi khoát tay một cái nói,
nàng cũng không lo lắng những người này phản bội, có huyết mạch sinh tử ấn, cho dù chân trời góc biển cũng có thể lấy tính mạng bọn họ. Gia chủ, thuộc hạ tới chậm, những người kia người này so với người kia càng khó hàng phục hơn, Kiếm Hồng Trần chết chưa, ta tới làm thịt hắn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, chỉ thấy một điểm đen nhanh chóng tới gần, trong thời gian vài lần hít thở liền xuất hiện ở phụ cận. Người tới không phải người khác, chính là nhị trưởng lão một mực đi theo bên người Sở Lăng Tiêu, hắn đi xử lý việc của đám Lăng Ngạo cho nên mới tới trễ. Kỳ thật hắn cũng là cố ý tới chậm một chút, sau đó vừa hay tranh công trước mặt Sở Lăng Tiêu. Nhưng mà, nhị trưởng lão liếc nhìn bốn phía, lại là không thấy được thân ảnh Sở Lăng Tiêu, vội vàng hỏi, các vị, gia chủ đâu? Đám người khóe miệng giật một cái, cổ quái nhìn nhị trưởng lão, không ít người cúi thấp đầu, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy đáng thương cho nhị trưởng lão. Còn gia chủ, vị trước mặt ngươi này chính là tân gia chủ, Sở Lăng Tiêu đã chết. Đương nhiên, bọn họ không thể nào đem chuyện này nói ra, bọn họ đều không may, sao có thể để cho nhị trưởng lão tốt chứ? Nhất là đám tam trưởng lão, lập tức bị tước đoạt Sở gia huyết mạch, không có Sở gia huyết mạch mặc dù không có quá nhiều ảnh hưởng đối với thực lực của bọn họ. Nhưng ở Sở gia cổ thành, người không có Sở gia huyết mạch, thế nhưng là người tầng dưới chót, căn bản không có bất kỳ địa vị gì cả. Tam trưởng lão, gia chủ và đại trưởng lão đâu? Nhị trưởng lão cũng không phải người ngu, hắn cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, sắc mặt hơi trầm xuống một cái. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn Sở Lăng Vi một cái, lắp bắp nói ra, gia chủ ở chỗ này, về phần đại trưởng lão phản bội Sở gia, chạy trốn rồi. Sở Lăng Vi đem lời chưa nói hết của tam trưởng lão nói cho đủ, ngữ khí có chút băng lãnh. Nhị trưởng lão tất nhiên là nhận ra Sở Lăng Vi, hắn hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt giữa Sở Lăng Vi cùng bình thường, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn nghĩ thầm trong lòng, đại trưởng lão phản bội chạy trốn. Ta thân là nhị trưởng lão, chẳng phải là có thể tấn thăng trở thành đại trưởng lão sao? Nếu như ta trở thành đại trưởng lão và các chủ thần dược các, về sau cho dù gia chủ cũng phải nể mặt ta mấy phần. Nghĩ vậy, trên mặt nhị trưởng lão liền kìm lòng không được lộ ra tiếu dung, hắn nghĩ như vậy cũng không có sai, theo như vậy, đại trưởng lão chết, những trưởng lão đều sẽ thăng lên một bậc. Hắn thân là Sở gia nhị trưởng lão, nếu như đại trưởng lão phản bội chạy trốn, hắn chẳng phải là người có hy vọng nhất trở thành Sở gia đại trưởng lão sao? Kỳ thật thân phận đại trưởng lão cũng chẳng ra làm sao, nhưng thân phận các chủ thần dược các đến Sở gia gia chủ đều muốn cũng phải coi trọng, bởi vì trong mắt Sở gia cổ thành, các chủ thần dược các so với gia chủ còn được tôn kính hơn. Nhị trưởng lão hoàn toàn không suy nghĩ đến việc vì sao đại trưởng lão muốn phản bội chạy trốn, ra vẻ lên cơn giận dữ, quát, đại trưởng lão cũng dám phản bội ta Sở gia. Vô luận chân trời góc biển, Sở gia ta sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nhị trưởng lão nói đến thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà trên mặt người Sở gia lại là lộ ra vẻ khinh bỉ, đám người hiển nhiên đều đoán được suy nghĩ trong lòng nhị trưởng lão. Đáng tiếc, bọn hắn lại biết rõ tiền căn hậu quả, đại trưởng lão đã mở hư không liệt phùng đào tẩu, Sở gia muốn giết chết ông ta phải bỏ ra cái giá rất lớn. Huống chi, những người như bọn họ cũng chưa hẳn là đối thủ của đại trưởng lão. Đại trưởng lão không chỉ là cường giả chiến thánh cảnh tối đỉnh, hơn nữa còn là một dược thánh đỉnh cấp, muốn giết chết hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Gia chủ đâu, những lời này của nhị trưởng lão hiển nhiên là nói cho Sở Lăng Tiêu nghe, chỉ là ông ta nhìn quanh bốn phía, lại căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Sở Lăng Tiêu. Ngươi đang tìm ta sao? Sở Lăng Vi vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão, trong mắt lóe lên sát ý nhàn nhạt. Những năm gần đây, nếu như không phải nhị trưởng lão ở trước mặt Sở Lăng Tiêu thêm mắm thêm muối, bày mưu tính kế, có lẽ Sở Lăng Tiêu cũng sẽ không đối xử với bọn họ ngày một thậm tệ hơn. Nàng còn nhớ kỹ, lúc trước người phế tu vi của Tiêu Trường Phong, chính là nhị trưởng lão, thù này Sở Lăng Vi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thậm chí, nhị trưởng lão còn đề nghị với Sở Lăng Tiêu, không thể để cho Sở Lăng Vi đột phá chiến thánh cảnh, không để cho Sở Lăng Vi có khả năng phản kháng Sở gia. Đáng tiếc cuối cùng Sở Lăng Tiêu vẫn không làm như vậy, trước lúc tìm được Tử Sắc Ngọc Bội, hắn vẫn không muốn Sở gia cứ như vậy bị hủy diệt, dù sao, không thể đột phá chiến thần cảnh, là một gia chủ Sở gia cũng đã là không tồi rồi. Nhưng mà nếu như lúc trước Sở Lăng Tiêu nghe đề nghị của nhị trưởng lão,
đoán chừng cũng không có sự tình xảy ra ngày hôm nay. Ngươi, chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành gia chủ sao? Nhị trưởng lão khịt mũi coi thường, sau đó đột nhiên nhìn về phía chỗ sâu trong cấm địa, phát hiện sương mù màu máu đã biến mất, trên mặt lập tức hiện lên tiếu dung. Chẳng lẽ phong ấn chi địa lần nữa bị phong ấn? Ha ha, đồ tiện nhân như ngươi, vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày được làm gia chủ sao? Cả nhà các ngươi đã không còn giá trị lợi dụng, vậy thì đều đáng chết. Nhị trưởng lão tùy tiện cười ha ha. Đám người tam trưởng lão hết sức kinh ngạc trước dũng khí của nhị trưởng lão, cũng dám nói chuyện như vậy với Sở Lăng Vi, đây quả thực so còn muốn cả gan làm loạn hơn bọn họ. Mấy người đã có thể tưởng tượng được kết cục của nhị trưởng lão, khẳng định không thể tốt hơn so với bọn họ. Chết đi, Sở Lăng Vi băng lãnh nói ra một câu, cho dù là đám tam trưởng lão, nàng cũng không tỏa ra sát khí nồng đậm như vậy, nhưng mà đối với nhị trưởng lão, Sở Lăng Vi lại làm thật. Từ lúc mười mấy năm trước, Sở Lăng Vi đã muốn giết ông ta, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội mà thôi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, nhị trưởng lão cười vẫn như cũ vô cùng tùy tiện, nhưng mà, lúc một trưởng ấn của Sở Lăng Vi đánh ra, tiếng cười của hắn dừng lại, ngược lại lộ ra vẻ hoảng sợ, huyết mạch sinh tử ấn, không có khả năng. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão cũng cảm giác sức mạnh toàn thân không còn, từng đạo hào quang màu tím từ trên người ông ta lan tràn. Sau đó đạo lưu quang kia trong nháy mắt bắn vào trong đầu ông ta. Nhị trưởng lão toàn thân lảo đảo một cái, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Vi tràn ngập sợ hãi, hắn giống như đã đoán được kết cục của bản thân, vội vàng quỳ xuống nói, đại tiểu thư, không, gia chủ tha mạng, gia chủ tha mạng. Tha cho ngươi, ngươi có tư cách gì để bảo ta tha cho ngươi? Sở Lăng Vi sát khí nặng nề, nhiệt độ chung quanh nháy mắt xuống mấy chục độ, lạnh giọng nói, lúc trước ta cầu xin ngươi. Ngươi không phải vẫn phế tu vi của Phong ca sao? Ngươi hiện tại quỳ ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy có hữu dụng không? Nghe nói như thế, trên mặt nhị trưởng lão lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn rất muốn chạy trốn, nhưng mà hắn biết bản thân trốn không được, hắn không thể nào chống lại huyết mạch bên trong sinh tử ấn. Sở Lăng Vi, đời sau lại làm người, ta nhất định sẽ không để cho ngươi yên. Mặt nhị trưởng lão đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, gào thét một tiếng. Sau đó lấy ra một chuôi trường kiếm, hướng về phía cổ. Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra, thi thể nhị trưởng lão ngã trên mặt đất, rơi xuống trong không khí. Vừa rồi ông ta còn đang suy nghĩ mình có thể trở thành Sở gia đại trưởng lão, là một việc vui vẻ đến mức nào, nhưng mà vẻn vẹn chỉ trong thời gian mấy phút, liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không thể không chủ động kết thúc sinh mệnh của mình. Ông ta rất rõ ràng, một khi rơi vào trong tay Sở Lăng Vi, tuyệt đối là sống không bằng chết, còn không bằng để cho bản thân chết một cách thống khoái. Ngươi không có đời sau. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, ngay sau đó kim sắc quang mang lóe qua, trong nháy mắt bao vây lấy thi thể nhị trưởng lão, bao phủ xung quanh 10 trượng. Lại là Tiêu Phàm xuất thủ, đột phá chiến thánh cảnh, người bình thường linh hồn sẽ không chết, nhưng mà nếu bị vô tận chi hỏa thiêu đốt, đừng nói linh hồn chiến thánh cảnh, cho dù là linh hồn chiến thần cảnh cũng phải run rẩy. Nhị trưởng lão chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt, không linh hồn, nào có thể còn có đời sau, cho dù có linh hồn cũng chưa chắc có đời sau gì cả, bởi vì trên đời này còn chưa bao giờ có người nghe nói qua luân hồi. Toàn trường câm như hến, bọn hắn đã sớm đoán được kết cục của nhị trưởng lão, chỉ là không nghĩ tới Sở Lăng Vi giết đến quyết đoán như vậy. Tất cả mọi người rời khỏi nơi này, từ hôm nay, người xông vào cấm địa, trừng phạt bằng gia pháp. Trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Lăng Vi lóe lên một đạo lãnh quang. Phàm Nhi, đi thôi. Lúc các vị trưởng lão Sở ra rời đi, một lúc lâu sau, Sở Lăng Vi mới nhìn về phía Tiêu Phàm, lại phát hiện Tiêu Phàm đang ngây ngốc. Tiêu Phàm, người đang suy nghĩ gì? Hề lão cũng đi tới, sắc mặt của hắn đã tốt hơn nhiều, nhưng mà vẫn có chút trắng bệch, hiển nhiên là do huyết khí tiêu hao quá độ, trong thời gian ngắn không kịp khôi phục. Hai người Sở Vân Phi cùng đại trưởng lão trốn vào trong hư không liệt phùng, bọn họ nắm chắc có thể sống sót như vậy. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn biết rõ, bên trong hư không liệt phùng cực kỳ nguy hiểm, dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc dám tùy tiện đi vào trong đó. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại không chút do dự đem con trai của hắn đạp vào hư không liệt phùng, đại trưởng lão cũng trước tiên trốn vào trong đó, cái này cũng quá không phù hợp với lẽ thường. Bởi vì chỗ này gần thần kiếp chi địa.
Hề lão nói ra lời không khiến người ta chết khiếp không thôi. Thần kiếp chi địa, Tiêu Phàm vẫn như cũ vô cùng nghi hoặc, nhưng mà đây cũng là điều hắn không nghĩ tới, cho dù gần thần chi kiếp địa, nhưng đi vào bên trong hư vô, cũng cửu tử nhất sinh chứ. Hề lão cười lắc lắc đầu nói, đi vào bên trong không gian loạn lưu, quả thực rất nguy hiểm, nhưng tu vi chiến thánh cảnh đỉnh phong, chỉ cần vận khí không phải quá kém, không đụng tới hư vô phong bạo thì sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Tiêu Phàm vẫn có chút không hiểu, cho dù không gặp phải hư vô phong bạo, vậy trong hư vô liệt phùng hẳn cũng là hắc ám tối tăm đi, sao có thể tìm được thần chi kiếp địa chứ? Kỳ thật, việc không có phức tạp như người tưởng tượng, bên trong hư không liệt phùng cũng có tia sáng. Hề lão giống như đi guốc trong bụng Tiêu Phàm vậy, sớm đã nhìn thấu tất cả. Hắn không sợ phiền giải thích cho Tiêu Phàm, người có thể nghĩ như vậy, sở ra cổ địa là một sao trời nhỏ, kỳ thật các cổ tộc cổ địa khác cũng giống vậy, đều có thể xem là sao trời. Mà thần chi kiếp địa đối với sở ra cổ địa mà nói, có thể gọi là sao trời lớn, những sao trời này có một điểm giống nhau, chính là bọn chúng đều còn đang xoay quanh chiến hồn đại lục sao trời to nhất này. Xé mở hư không, tiến vào bên trong hư không liệt phùng, muốn tìm các sao trời nhỏ khác có lẽ rất phiền phức, nhưng mà tìm tới thần kiếp chi địa một sao trời lớn như vậy vẫn là không quá khó. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao cổ tộc không lo lắng ngoại nhân tiến vào cổ thành của bọn họ, độ khó của việc muốn từ địa phương khác tiến vào những cổ địa này còn khó hơn mấy trăm, thậm chí mấy nghìn lần từ cổ địa tiến vào chiến hồn đại lục hoặc là thần kiếp chi địa. Ta đã hiểu. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn rốt cục đã có nhận biết rõ ràng về những cổ điện này. Nếu như nói chiến hồn đại lục giống như hệ mặt trời kiếp trước, vậy những cổ điện này chẳng phải tương đương với những hành tinh khác xoay quanh, điểm này Tiêu Phàm hiểu rất rõ. Hơn nữa hư không liệt phùng giống như vũ trụ bao la, mặc dù lạnh, hắc ám, nhưng là vẫn có tia sáng tồn tại, đối với cường giả chiến thánh cảnh mà nói, muốn tìm đến những sao trời kia cũng không khó. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Phàm cũng không còn lo lắng chuyện Sở Vân Phi cùng đại trưởng lão nữa, nếu xé rách hư không rời khỏi nơi này, bọn họ đã tiến vào bên trong hư không liệt phùng, muốn một lần nữa xuất hiện ở nơi này sẽ rất khó. Nếu việc ở đây đã xong, ta cũng nên trở về Nam Vực, Tiêu Phàm, lần này thực sự may mà có ngươi. Hề lão khẽ mỉm cười nói. Lần này đến sở gia cổ địa, hề lão cũng thu hoạch được không ít, quan trọng nhất là tiểu thiên địa của hắn đã khởi tử hồi sinh. Mặc dù trả giá lớn nhưng hắn rất tự tin, lần này nhất định có thể đủ trùng kích chiến thần cảnh. Phàm Nhi, ta cũng chuẩn bị trở về Nam Vực xem gia tộc một chút. Tiêu Hạo Thiên cũng đột nhiên nói ra. Phải là ta may mà có hề lão mới đúng. Tiêu Phàm lắc đầu, trịnh trọng thi lễ với hề lão, sau đó lại nói, ra ra, hề lão cũng về Nam Vực, vừa hay tiện đường, một thời gian nữa còn trở về thăm ra ra. Hắn trợ giúp hề lão chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, nhưng mà hề lão lại bất chấp tính mạng cứu một nhà bọn họ, giúp bọn hắn giải quyết việc sở ra. Nếu như không có hề lão, đừng nói không thể thuận lợi cứu sở lăng vi ra, hắn cũng không tránh được đánh một trận ác chiến với người sở ra, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Về phần Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Phàm đã chữa trị tốt thương thế cho hắn, đi theo hề lão trở về, Tiêu Phàm cũng không lo lắng. Vốn Tiêu Phàm còn chuẩn bị cho hắn một cái cửu phẩm chiến hồn, nhưng mà tạm thời vẫn để lại, chờ về sau trở lại Tiêu gia lại tính toán sau. Hề lão cũng vui vẻ tiếp nhận một lễ này, lần này hắn tổn thất cũng không nhỏ, chỉ ít tổn thất trăm năm thọ nguyên, nhưng mà hề lão cảm thấy cái này rất đáng giá. Sư tổ, Lăng Vi có một yêu cầu quá đáng. Nhìn thấy hề lão chuẩn bị rời đi, sở Lăng Vi vội vàng thi lễ nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta có thể đáp ứng, nhưng ta sẽ không ở lại sở gia cổ địa. Hề lão nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn sư tổ. Sở Lăng Vi nào sẽ cự tuyệt chứ, cho dù bây giờ nàng đã khôi phục lại chiến thánh đỉnh phong, nàng vẫn nhìn không thấu hề lão. Hơn nữa biểu hiện hôm nay của hề lão, đã đủ để áp đảo tất cả trưởng lão sở gia. Vậy ta cáo từ, Tiêu Phàm, người sau này có tính toán gì? Hề lão hỏi, nơi này mặc dù phong ấn, nhưng ta cũng muốn bố trí hồn giới để đề phòng vạn nhất, chiến hồn đại lục lớn như vậy, ta cũng chuẩn bị đi xem xét một chút. Tiêu Phàm nhìn phía sau nói, ca, muội muốn đi cùng. Tiêu Linh Nhi cũng vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm mỉm cười, không nói gì thêm,
hắn tất nhiên không muốn mang Tiêu Linh Nhi theo, hắn không phải thật sự đi du ngoạn, mà là đi tu luyện, tùy thời đều có thể nguy hiểm tính mạng. So với việc đi theo mình, ở Sở gia cổ địa nhất định an toàn hơn nhiều. Nếu như có thể, ta sẽ để ngươi đi một chuyến thần kiếp chi địa, ta nghĩ ngươi sẽ thu hoạch được không ít. Hề lão cười cười, để lại một câu nói liền mang Tiêu Hạo Thiên đi mất không thấy tăm hơi. Thần kiếp chi địa sao? Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Phàm nhi, ngươi nói ngươi sẽ bố trí hồn giới, chẳng lẽ ngươi là hồn điêu sư? Sở Lăng Vi đột nhiên hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, nàng phát hiện, nhi tử này của bản thân có rất nhiều khả năng ngoài dự kiến của nàng. Chẳng lẽ Tu La Điện chủ là vạn năng sao? Tiêu Linh Nhi cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Cũng khó trách nàng kinh ngạc như vậy, tuổi tác của Tiêu Phàm với nàng tương đương nhau, vậy mà không chỉ là cường giả chiến thánh cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là cửu phẩm luyện dược sư, lại còn là một hồn điêu sư. Hiểu sơ một chút. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng. Nếu như cha ngươi ở chỗ này thì tốt quá. Sở Lăng Vi hốc mắt đỏ lên, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Tiêu Phàm vỗ vỗ lưng Sở Lăng Vi, an ủi, mẹ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cha trở về. Mẹ chỉ hy vọng huynh muội các ngươi bình an, đây cũng là nguyện vọng của cha ngươi. Nước mắt trong hốc mắt Sở Lăng Vi trong nháy mắt biến mất, mặc dù giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng nàng lại hết sức kiên cường. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi trầm mặc không nói, bọn hắn cũng không biết an ủi mẹ thế nào, bọn họ sao có thể không muốn cả nhà đoàn tụ chứ. Đột nhiên, Tiêu Phàm giống như nhớ tới cái gì, mở ra bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối tử sắc ngọc bội, mẹ, ngọc bội kia đến cùng có tác dụng gì? Ngọc bội kia không phải đã cho Sở Lăng Tiêu sao? Tiêu Linh Nhi trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, mà Sở Lăng Vi lại không muốn nhìn ngọc bội kia thêm một cái. Tiêu Phàm không giải thích nhiều, ngọc bội đưa cho Sở Lăng Tiêu, chỉ là hắn mô phỏng tử sắc ngọc bội điêu khắc ra mà thôi, bởi vì ẩn chứa bất hủ chi lực, cho dù bóp nát, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, cho nên Sở Lăng Tiêu căn bản là nhìn không ra. Ngọc bội kia, kỳ thật cũng không phải là chìa khóa kho báu. Sở Lăng Vi truyền âm cho Tiêu Phàm. Cái gì? Tiêu Phàm thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chẳng lẽ tử sắc ngọc bội còn có bí mật lớn gì đó hay sao? Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, ông ngoại ngươi nói, ngọc bội kia có lẽ là một chiếc chìa khóa kho báu, nhưng có thể là một đồ vật khác, ngọc bội kia ngươi cứ giữ lại. Sở Lăng Vi hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn ngọc bội trong tay một cái, trong lòng đang nghĩ, nếu như Sở Lăng Tiêu biết rõ chuyện ngọc bội sẽ có cảm tưởng gì đây? Hắn biết rõ, Sở Lăng Vi chỉ nói cho bản thân. Là vì không muốn cho Tiêu Linh Nhi biết việc này, vì chuyện này mà rơi vào nguy hiểm. Đã như vậy, vậy miếng ngọc bội này hắn cũng không có ý định cho Sở Lăng Vi, nếu như chọc mệnh thiên vĩ lại phá vỡ phong ấn, đến lúc đó lại nghĩ cách. Về phần sử dụng ngọc bội phong ấn lần nữa, Tiêu Phàm cũng không quyết định làm việc này, bởi vì không có ai sẽ nguyện ý hy sinh tính mạng mình đi phong ấn chọc mệnh thiên vĩ. Cho dù có người nguyện ý, cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Không được thì vứt bỏ cổ địa này là được. Thu hồi ngọc bội, nhìn thấy Tiêu Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, có vài thứ, muội biết ngược lại không phải là chuyện tốt. Đúng, ngươi có biết vì sao đại trưởng lão muốn bắt ngươi không? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói tránh đi. Nghe nói như thế, sắc mặt Sở Lăng Vi cũng trở nên nặng nề, một màn vừa rồi khiến nàng suy ra rất nhiều điều, ở trong mắt đại trưởng lão. Chí bảo như vạn thánh dược các vậy mà không quan trọng bằng Tiêu Linh Nhi, điều này vốn rất quái dị. Ta cũng không biết. Tiêu Linh Nhi lắc lắc đầu nói, vấn đề này nàng cũng không hiểu, từng ấy năm, đại trưởng lão đối với nàng đều thuận theo, nhưng gần đây lại như biến thành một người khác. Đúng, những năm gần đây Sư Tôn vẫn luôn bế quan nghịch vài thứ đồ vật, mấy năm trước ta phát hiện trên mặt Sư Tôn vô cùng đau nhức, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, hơn nữa qua một thời gian lại bị như vậy. Ta hỏi Sư Tôn đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng Sư Tôn đều tránh né. Tiêu Linh Nhi hồi tưởng lại việc những năm gần đây. Chẳng lẽ là tu luyện công pháp đặc thù? Tiêu Phàm cau mày, nhưng mà hồi tưởng lại, vừa rồi giao thủ với đại trưởng lão, cũng không phát hiện ông ta có công pháp đặc thù gì. Về chỗ hắn ở không phải sẽ biết rõ sao? Sở Lăng Vi nói ra, liên quan đến an nguy của con gái nàng Tiêu Linh Nhi,
nàng cũng không dám khinh thường. Không cần thiết phải đi, đại trưởng lão làm việc vô cùng cẩn thận, hơn nữa cực kỳ nhẫn nại, những manh mối kia hắn chắc chắn đã sớm thiêu hủy, chúng ta sẽ không tìm thấy cái gì. Tiêu Phàm lắc đầu. Ngay từ đầu lúc mình và Sở Lăng Tiêu giao phong, đại trưởng lão không giúp cả hai, tận đến lúc Hề lão thụ thương, Sở Lăng Vi đang đột phá, đại trưởng lão mới nhịn không được ra tay với Tiêu Linh Nhi, điểm này không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như không phải nhìn thấy mẫu thân hắn Sở Lăng Vi có thể thi triển huyết mạch sinh tử ấn, đại trưởng lão đoán chừng còn sẽ tiếp tục ẩn nhẫn. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Linh Nhi lo lắng nói. Đối với sư tôn, nàng có sự kiêng kỵ phát ra từ nội tâm. Có phải trên người ngươi có thứ gì rất quan trọng đối với việc ông ta tu luyện công pháp? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết, nhưng mà ta có một bí mật, chỉ có sư tôn biết rõ. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, nói, người khác đều chỉ biết ta có một cái chiến hồn ngũ sắc linh nhưỡng đặc thù, lại không ai biết ta còn có một thần phẩm chiến hồn, Nguyệt Độc Băng Tằm. Nguyệt Độc Băng Tằm, hai người Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Vi trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Với tính cách của hai người, cũng không phải kinh ngạc vì Tiêu Linh Nhi nắm giữ thần phẩm chiến hồn, mà là đơn thuần chỉ là kinh ngạc vì Nguyệt Độc Băng Tằm, bởi vì cái này không phải thần phẩm chiến hồn bình thường, mà là thần phẩm chiến hồn cực kỳ hiếm thấy. Tương truyền, nơi ở của Nguyệt Độc Băng Tằm là Nguyệt Hàn chi địa cực kỳ lạnh lẽo, vài vạn năm cũng khó gặp. Hàn khí nó phun ra nuốt vào liền có thể ăn mòn cường giả chiến thần cảnh. Hơn nữa, Nguyệt Độc Băng Tằm còn là hồn thú độc nhất trong những hồn thú mà bọn họ biết, không phải một trong những. Tiêu Phàm còn đang suy nghĩ, sức mạnh bản thân luyện hóa được kia, có thể tu luyện thành bách độc bất xâm chi thể, nhưng mà hắn biết rõ ở trước mặt Nguyệt Độc Băng Tằm, cái gì bách độc bất xâm chi thể căn bản chính là một chuyện cười. Mặc dù ta không biết đại trưởng lão làm thế nào để lấy ra chiến hồn Nguyệt Độc Băng Tằm, nhưng bây giờ có thể khẳng định, hắn chính là muốn lấy được nó, có lẽ nó hữu dụng với việc tu luyện công pháp của hắn. Tiêu Phàm vô cùng chắc chắn nói. Nhưng trong lòng hắn đang hoài nghi, chẳng lẽ đại trưởng lão giống như hắn, cũng nắm giữ bảo vật tỏa hồn châu. Rất có khả năng là như vậy, năm đó Sở Lăng Tiêu để Linh Nhi trở thành dược nô, Sở Cổ lại ra sức bảo vệ Linh Nhi. Lúc ấy ta còn nghi hoặc, hiện tại xem ra, ông ta chính là đang âm mưu đoạt lấy chiến hồn Nguyệt Độc Băng Tằm. Sở Lăng Vi cũng khẳng định gật đầu nói. Nhưng mà nhiều năm như vậy vì sao hắn không động thủ? Tiêu Linh Nhi nghi ngờ nói, trong đáy lòng nàng vẫn không muốn tin tưởng sư tôn nàng là người như thế, thế nhưng là sự thật đã được chứng minh, trong lòng nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Có lẽ là thời cơ chưa tới. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, chưa đột phá được chiến thánh đỉnh phong, người tốt nhất vẫn ở lại cổ thành thì hơn, nếu như đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận. Biết rồi. Tiêu Linh Nhi le lưỡi, nàng không muốn tiếp tục ở lại sở gia cổ địa, qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm muốn rời đi nhìn thế giới bên ngoài. Mẹ, ta bố trí tốt hồn giới rồi lại nói, hai người đi trước đi. Tiêu Phàm biết rõ không cách nào khuyên can Tiêu Linh Nhi, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Sở Lăng Vi gật đầu. Đúng rồi, tu sĩ cửu vực cùng người mấy đại cổ tộc, cứ để bọn họ rời đi, về phần Mộ Dung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, nếu như muốn báo thù thì để bọn họ tìm kiếm Hồng Trần, còn có, Sở Vân Bắc con hy vọng mẹ có thể tha cho hắn một mạng. Tiêu Phàm cười cười. Được, những cái này ta tự biết cân nhắc, chỉ là ngươi. Sở Lăng Vi vẫn lo lắng cho an nguy của Tiêu Phàm. Thực lực của Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc đều không yếu hơn Sở gia bao nhiêu. Nếu như hai đại gia tộc này chuyển hướng mũi dùi sang Tiêu Phàm chưa chắc đã là đối thủ. Yên tâm, không ngại. Tiêu Phàm mặt đầy tự tin, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi ở thần dược các cũng coi là người quen, tìm cho ta mấy thiên tài luyện dược chắc không thành vấn đề đi. Yên tâm, cứ để ta lo. Tiêu Linh Nhi vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm lại nói vài câu với hai người, nhận lại tiểu kim từ trong tay Tiêu Linh Nhi, Sở Lăng Vi mang theo Tiêu Linh Nhi rời đi. Nhìn tiểu kim trên đầu vai một cái, Tiêu Phàm hít sâu một cái, quay người liền chạy về hướng phong ấn chi địa. Điều hắn muốn làm bây giờ chính là bố trí mấy hồn giới xung quanh phong ấn chi địa, để phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc liền xuất hiện ở sâu trong cấm địa,
lần trước, hắn chính là ở chỗ này phá vỡ đan điền, thành công ngưng tụ tiểu thiên địa. Ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong phong ấn chi địa, ánh mắt Tiêu Phàm sâu thẳm, trầm ngâm nói, quả nhiên phong đã ấn lần nữa, chỉ có một ít mệnh chọc chi khí còn lại, mệnh chọc chi khí này giữ lại là một cái tai họa. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm đã có dự định, quay đầu đem toàn bộ mệnh chọc chi khí ở chỗ này hấp thu và luyện hóa. Chờ đã, bọn họ vẫn luôn nói ra cố phong ấn, vậy phong ấn đến tột cùng là cái gì? Tiêu Phàm híp hai mắt, sau đó nâng bước chân, tiếp tục đi vào sâu trong phong ấn chi địa. Tiêu Phàm tốc độ rất chậm, dù là mệnh chọc chi khí đã vô cùng ít ỏi, Tiêu Phàm cũng không dám bay, mảnh đất phong ấn chi địa này, khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, cự ly càng ngày càng gần, cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, bước chân của Tiêu Phàm cũng chậm hơn không ít. Hắn đề cao cảnh giác, thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía, không có mệnh chọc chi khí, khoảng cách nhìn của hắn cũng lớn hơn không ít, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn những thứ xung quanh trăm trượng. Mặt đất bốc hơi lên một loại sương mù màu trắng mờ ảo, tựa như hơi nước, che khuất tầm mắt của hắn, hơn nữa hơi nước càng ngày càng đậm, tựa như không muốn cho người bên ngoài nhìn rõ những thứ ở trong này. Hắn có thể cảm nhận được, trong không khí tản ra một loại khí tức tang thương cổ phác, còn tràn ngập mùi vị mục nát. Đại khái qua thời gian một chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục đi tới chỗ sâu nhất của phong ấn chi địa, chỗ hắn đứng lúc này là một vùng bình địa. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, con người của Tiêu Phàm hơi hơi co lại, xung quanh trong vòng 10 trượng, khắp nơi đều là xương trắng, có cái đã sớm mục nát, có cái vẫn còn tản ra huỳnh quang nhàn nhạt. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm có loại cảm giác quen thuộc, trong đầu hắn nháy mắt hiện một cảnh tượng, lần trước tham gia Nam vực đại bỉ lúc đi vào phiến cổ địa kia, hắn ngẫu nhiên rớt xuống U Minh thâm giản, bên trong không khắp nơi đều là xương trắng hay sao? Nhưng mà so với nơi này, xương trắng dưới U Minh giản càng nhiều hơn, càng khủng bố hơn, hơn nữa ở chỗ đó không chỉ có xương người, còn có vô số hài cốt của hồn thú. Mà nơi này, đa số đều là nhân tộc hài cốt, không thể nhìn thấy điểm cuối. Tiêu Phàm cố gắng tránh đi đám hài cốt này để tiến lên, thật sự là rất khó khăn, bất đắc dĩ, Tiêu Phàm chỉ có thể bay lên. Càng đi sâu vào, hài cốt chồng chất càng nhiều, Tiêu Phàm rốt cục biết được mùi mục nát xuất phát từ chỗ nào, chính là phát ra từ đống hài cốt này đi. Trong lòng Tiêu Phàm đã bắt đầu hoài nghi, nơi này thật sự chỉ phong ấn Trọc Mệnh Thiên Vĩ sao? Trọc Mệnh Thiên Vĩ nếu quả thật cường đại như vậy, mảnh này cổ địa đoán chừng đã sớm không tồn tại, nếu như nó không mạnh, tại sao có thể giết chết nhiều người như vậy chứ? Trong lòng mang nghi hoặc, Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, trong lòng hắn đã có phỏng đoán, chỉ là còn cần nghiệm chứng mà thôi. Nhìn biển xương trắng xóa trên mặt đất, Tiêu Phàm đã chết lặng, hắn biết rõ, mảnh cổ địa này chắc không đơn giản như mặt ngoài, cũng có quá nhiều cố sự. Chỉ là chút chuyện cũ này, hậu nhân đã không còn mấy người biết rõ mà thôi. Sao hốc mắt mình lại ướt? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, trong hốc mắt mình có nước mắt đảo quanh, trong lòng cũng trào lên một cỗ bi thương khó có thể kiềm chế. Loại cảm giác này, dù là lần trước ở U Minh Giản cũng không mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ là vì những bạch cốt này sao? Bọn họ đã trải qua những gì ở đây? Nhìn những bạch cốt này, Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, bạch cốt nơi này khác với bạch cốt ở U Minh Thâm Giản, trừ việc trên cơ bản là bạch cốt nhân tộc ra, bạch cốt nơi này không phân hủy, mà là vô số bộ xương hoàn chỉnh. Cảm giác đầu tiên của Tiêu Phàm chính là, chủ nhân bạch cốt cũng không phải là do đại chiến tử vong, mà là tự nguyện chịu chết. Tự nguyện đi chết, sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, 89/10 là như hắn suy nghĩ, nếu như không phải tự nguyện, hắn sẽ không cảm thấy sự buồn phiền mãnh liệt như vậy. Tiêu Phàm rất may mắn, bản thân không đạp lên bạch cốt, nhân tộc nơi này đều đáng tôn kính. Thời gian từ từ qua đi, Tiêu Phàm bất chi bất giác chạy tới chỗ sâu, phía trước, một cái bạch sắc ngọc đài to lớn hấp dẫn sự chú ý của. Bạch sắc ngọc đài toàn thân trong suốt, mơ hồ trong đó hiện ra huyết sắc quang mang, hồng quang quang mang lóe lên, giống như có sinh mệnh. Ngũ hành phong ấn, Tiêu Phàm kích động, khó nén được kinh ngạc trong lòng, cái ngọc đài này, giống hệt bạch ngọc đài nhìn thấy ở U Minh Thâm Giản, chỉ là cái này hơi nhỏ một chút. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng mà, tình huống hắn tưởng tượng trong lòng không xảy ra, hắn cũng không hóa thành tu la, nơi này có vẻ như không liên quan đến tu la truyền thừa.
Ban đầu ở bên trong U Minh Thâm Giản, trong nháy mắt Tiêu Phàm nhìn thấy cái bạch sắc ngọc đài kia liền biến thành Tu La, trở nên khát máu cùng điên cuồng giết chóc. Nhưng mà bây giờ, Tiêu Phàm lại bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến đáng sợ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đạp vào bạch sắc ngọc đài, phía trên phủ kín đường vân kia lại lóe ra ánh sáng màu trắng. Loại này khí tức, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, nó chính là vô chủ mệnh nguyên, giống hệt vô chủ mệnh nguyên mà mẫu thân hắn hấp thu. Dùng mệnh nguyên phong ấn, thật sự chẳng lẽ chỉ là chọc mệnh thiên vĩ? Tiêu Phàm buồn bực, đem vô chủ mệnh nguyên nút cho chọc mệnh thiên vĩ ăn, đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng nếu như đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không dùng mệnh nguyên đi nuôi địch nhân. Đó là, lúc hắn đang phẫn nộ, ánh mắt hắn lại bị viên đá lớn phía dưới ngọc đài hấp dẫn. Toàn bộ viên đá là xích huyết sắc, giống như nhuốm đầy máu, yêu diễm đỏ tươi, bên trên chi chít đường vân, hơn nữa đường vân này lại cho hắn cảm giác có chút quen quen. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh cự thạch, cẩn thận đánh giá những đường vân này, với sự hiểu biết về hồn văn bây giờ của hắn, đã có thể nhìn hiểu một chút. Cái hồn văn này, chính là hồn văn thủy tổ cấp hư không, cũng có thể xưng là hư không trận văn. Quả thực là vô cùng huyền bí cùng phức tạp. Loại hồn văn đồ này, chí ít cũng phải là hồn điêu sư cấp thủy tổ mới có thể tạo ra được. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị lĩnh hội thiên cơ đồ, có lẽ có thể xác minh lẫn nhau với cái hồn văn đồ này. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng bên cạnh huyết thạch to lớn, lấy ra thiên cơ đồ, liền bắt đầu cảm ngộ. Sau khi linh hồn tứ phân, thời gian tu luyện của Tiêu Phàm nhanh hơn người khác gấp 4 lần, hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Không biết kích hoạt cái hư không hồn văn này sẽ như thế nào đây? Tiêu Phàm đột nhiên tâm thần khẽ động, vừa dứt lời, thân thể hắn liền lui về phía sau, cùng lúc đó, một bộ linh hồn phân thân xuất hiện ở chỗ hắn đứng. Linh hồn phân thân chậm rãi đến gần huyết sắc cự thạch, vươn tay phải ra đập về phía huyết sắc cự thạch, hồn lực ba động tản ra từ bàn tay hắn. Tâm thần Tiêu Phàm ngưng lại lùi về sau mấy bước, hư không trận văn kia khiến cho hắn có cảm giác tim đập nhanh. Bàn tay linh hồn phân thân rốt cục chạm đến huyết sắc cự thạch, theo hồn lực tuôn ra, cái hư không trận văn kia đột nhiên sống lại, sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, tựa như miệng một con hung thú, tạo ra một lực hút mạnh, điên cuồng thôn vệ bốn phía. Không tốt, Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, hắn phát hiện linh hồn phân thân bất động, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân bị lực xoáy kia hút vào. Cùng lúc đó, bốn phía gió xoáy điền cuồng, mệnh chọc chi khí còn sót lại tất cả đều bị hút về phía huyết sắc cự thạch, sau đó bị nuốt vào bên trong vòng xoáy. Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu rõ, bản thân hoàn toàn sai, hắn ngay từ lúc bắt đầu không nên để linh hồn phân thân đi thử kích hoạt cái hồn văn kia, mà nên để bản thể đi, bởi vì lực hút này sẽ không có tác dụng với người khởi động. Hiển nhiên, huyết sắc cự thạch này hẳn là dùng để gia cố phong ấn, có thể đem mệnh chọc chi khí ở bên ngoài hút vào trong. Tiêu Phàm nhanh chóng rút linh hồn phân thân về, thu hồi thiên cơ đồ chuẩn bị rời đi, nhưng mà vòng xoáy kia càng ngày càng lớn, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cũng không có sức phản kháng. Hắn rất muốn đi vào bên trong không gian bí cảnh Tu La Điện, nhưng mà thân thể căn bản không thể động đậy. Tiêu rồi, một lúc sau, Tiêu Phàm cũng không chịu nổi, bị vòng xoáy kia thôn phệ. Cả người hóa thành một vệt sáng bắn vào bên trong vòng xoáy. Tiêu Phàm bị hút vào bên trong vòng xoáy, chỉ một sức mạnh to lớn nghiền ép thân thể hắn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị đè ép. Loại thống khổ này, quả thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận, nhưng mà đối với Tiêu Phàm mà nói, khẽ cắn môi một cái là qua. Cũng không biết qua bao lâu, áp lực kia không còn nữa, thay thế vào đó là cảm giác mất trọng lượng nghiêm trọng. Hắn cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống, giống như không có đáy vậy. Nơi này hẳn không phải là nơi phong ấn chọc mệnh thiên vĩ chứ. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, nghĩ vậy, không khỏi run lên một cái. Hắn đến mệnh chọc chi khí do chọc mệnh thiên vĩ xuất ra còn không đối phó được, nếu là gặp phải chọc mệnh thiên vĩ bản thể, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Tiêu Phàm hít sâu mấy hơi, lúc này mới cưỡng ép bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới phóng xuất hồn lực ra bốn phía, cẩn thận đánh giá tất cả xung quanh, hắn phát hiện xung quanh mình đều là sương mù màu máu, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy một vách đá.
hắn ra sức điều chỉnh thân thể về hướng vách đá, lại phát hiện, cái vách đá này nhẵn thín, căn bản không có chỗ đặt chân. Trong bàn tay, Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm, ra sức cắm vào bên trong vách đá, hắn không dám tiếp tục rơi xuống dưới, phía dưới khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tu La kiếm không khiến cho hắn thất vọng, sau khi tạo ra một vết cắt dài trên vách đá, thân hình rốt cục dừng lại. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào, sao lại có nhiều mệnh chọc chi khí như vậy? Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, dù hắn ra sức ngăn cản, cũng không ngăn cản được mệnh chọc chi khí đi vào trong thân thể hắn. Nghĩ đến đây mệnh chọc chi khí đã không làm gì được hắn, Tiêu Phàm dứt khoát không ngăn cản lại, mặc cho mệnh chọc chi khí xông vào trong thân thể hắn. Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, mệnh chọc chi khí đi vào thân thể càng nhiều, sương mù màu trắng bên trong tiểu thiên địa càng dày đặc. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm còn cảm giác bạch sắc không gian nhanh chóng mở rộng. Chẳng lẽ mệnh chọc chi khí còn có thể khiến tiểu thiên địa không ngừng trưởng thành? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng kích động, sau đó bắt đầu không kiêng nể gì cả hút vào, cũng không quan tâm liệu mệnh chọc chi khí có phải là khí thải do ai đó phóng ra hay không. Tiểu thiên địa Tiêu Phàm điên cuồng thôn phệ, mệnh chọc chi khí bốn phía quay cuồng, hung mãnh vọt về phía Tiêu Phàm, cùng lúc đó, tiểu thiên địa của hắn biến hóa theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. À, đó là, Tiêu Phàm tâm thần đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tiến vào bên trong tiểu thiên địa. Lúc vừa nhìn thấy toàn cảnh bên trong tiểu thiên địa, Tiêu Phàm phát hiện, cái kia phiến cát vàng nơi vậy mà biến mất. Cát vàng biến mất, thay thế vào đó là một mảnh thổ nhưỡng, tản ra sức sống nồng đậm. Tinh thần tức nhưỡng. Tiêu Phàm liếc một cái liền nhận ra lai lịch của thổ nhưỡng này, đây là bảo bối lần trước Tiêu Phàm tìm được trong hồn giới Tư Không Vũ. Hắn cảm thấy tương đối quan trọng, cho nên liền thu thập cùng với mấy viên thần thạch bỏ vào trong tiểu thiên địa. Nhưng mà Tiêu Phàm không nghĩ tới là, tinh thần tức nhưỡng vậy mà thôn phệ cát vàng, hóa thành một mảnh thổ nhưỡng, mặc dù chỉ rộng khoảng một trượng, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy chấn kinh. Hơn nữa, không chỉ tinh thần tức nhưỡng biến mất, ngay cả mấy viên thần thạch kia cũng biến mất không còn. Hắn biết rõ, tiểu thiên địa có vẻ như có chút không giống bình thường, so với bên ngoài, ngoại trừ quá nhỏ ra, có vẻ như không có bất kỳ khác biệt gì cả. Đã có sức sống, phải chăng có thể để sinh vật sinh sống? Hô hô, đột nhiên, một trận tiếng lẩm bẩm truyền đến, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, tiểu kim còn nằm sấp ngủ say trên đầu vai mình. Tiểu kim không phải chính là sinh vật khác sao, nó cũng có thể sống sót ở chỗ này. Sau đó Tiêu Phàm lại lấy ra vài cọng linh dược này là hắn mang tới từ trong không gian bí cảnh của Vạn Thánh Dược Các, hắn hiện tại còn chưa có thời gian cẩn thận xem xét không gian bí cảnh kia. Vừa đi vào tùy ý quét qua vài lần, Tiêu Phàm liền phát hiện không ít linh dược, hơn nữa còn có không ít hồn thú thủ hộ, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm vô cùng tò mò. Đương nhiên bây giờ hắn càng thêm hiếu kỳ về việc tiểu thiên địa xảy ra biến hóa. Đem vài cọng linh dược cắm vào trong tinh thần tức nhưỡng, điều khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là, vài cọng linh dược kia vậy mà lại sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiểu thiên địa này của mình, hoàn toàn chính là một thế giới chân chính. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong lòng cuộn sóng. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, bên trong thân thể người vậy mà lại sinh ra một cái thế giới. Việc này nếu nói ra ngoài, người khác nhất định cũng sẽ chấn kinh. Tiêu Phàm thật lâu sau vẫn không thể nào bình tĩnh suy nghĩ của bản thân, sau nửa ngày, Tiêu Phàm lại trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện, mảnh thổ địa rộng khoảng một trượng này, vậy mà đã khuếch trương ra đến hai trượng, phạm vi gia tăng gấp hai lần. Hơn nữa, phạm vi thổ địa còn đang rộng ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như nhìn thấy cảnh tượng thiên địa biến hóa. Mảnh thổ địa có sức sống này, xung quanh lượn lờ một màn sương mù màu trắng, ngăn trở mệnh chọc chi khí ở bốn phía ăn mòn. Nghĩ vậy, thân hình Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở bên ngoài, hắn rốt cuộc không chút cố kỵ, bắt đầu điên cuồng hấp thu mệnh chọc chi khí. Hai trượng, ba trượng, năm trượng. Cũng không biết qua bao lâu, mệnh chọc chi khí đã bị hắn luyện hóa không còn một mảnh, mà tiểu thiên địa của Tiêu Phàm, mảnh đất kia đã khuếch trương ra chừng 500 trượng, đã có thôn xóm quy mô nhỏ. Xung quanh thôn xóm nhỏ, lại là vô tận xương trắng lượn lờ, đến Tiêu Phàm cũng không biết nó lớn nhỏ thế nào, màn xương này giống như thành lũy, đem mảnh đất này bảo vệ ở trung tâm. 500 trượng, mặc dù sức sống không bằng trước đó,
nhưng phạm vi này đã không kém gì thôn xóm, cái gọi là không gian bí cảnh kia, so sánh với cái này, thì tính được là gì đây? Có vẻ như bất hủ chi lực của mình, cũng cường đại hơn không ít, vậy mà đã đột phá đến bất hủ thiên địa chi ý. Tiêu Phàm trong lòng kích động. Mặc dù tinh thần tức nhưỡng cùng mấy khối thần thạch không thấy, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn cảm thấy đáng giá. Trên người hắn mặc dù có hai cái không gian bí cảnh, một cái là Tu La Điện, một cái khác là Vạn Thánh Dược Các, nhưng mà theo Tiêu Phàm, nó đều không quan trọng bằng tiểu thiên địa trong thân thể hắn. Thậm chí hắn đang nghĩ, nếu như hai cái không gian bí cảnh có thể dung nhập vào tiểu thiên địa, hắn nhất định sẽ không chút do dự làm như vậy. Mặt khác, thu hoạch ngoài ý muốn cũng không tệ, bất hủ chi lực của Tiêu Phàm cũng đã đạt đến tam trọng, hắn đã lĩnh ngộ được bất hủ thiên địa chi ý. Điều này cũng xảy ra trong quá trình tiểu thiên địa biến hóa, có liên quan đến việc Tiêu Phàm lĩnh ngộ sinh cơ, bây giờ, hắn chỉ cần lĩnh ngộ tu la thiên địa chi ý, liền có thể đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Một khi lĩnh ngộ tu la thiên địa chi ý, nơi ý niệm của Tiêu Phàm đi qua, đâu đâu cũng có tu la huyết hải cùng giết chóc, đây chính là sự khủng bố của thiên địa chi ý. Hô, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, khẽ nhả một ngụm chọc khí, hắn khoanh chân ngồi trên tu la kiếm, cả người giống như pho tượng, đã không biết ngồi bao lâu. Nơi này mệnh chọc chi khí đã sắp tiêu hao sạch sẽ, phải nghĩ biện pháp rời khỏi mới được. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không trung, nhanh chóng hướng về phía không trung bay đi, sau đó không qua bao lâu, Tiêu Phàm liền cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập hơn lên. Bay lên trên vẫn luôn có lực cản, hơn nữa càng lên cao lực cản càng lớn, bay ở nơi này đã vô cùng gian nan, nếu như tiếp tục bay, sớm muộn sẽ tiêu hao hết thể lực, xem ra muốn rời khỏi nơi này cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm đem tu la kiếm cắm vào bên trong vách đá, sau đó xếp bằng ở bên trên nghỉ ngơi, sau nửa ngày, mới khôi phục hoàn toàn. Sau đó tiếp tục bay lên trên, hắn chịu áp lực rất lớn, so với trước đây, tốc độ chậm không ít, phía trên còn có một áp lực đáng sợ, mà phía dưới cũng sinh ra một lực hấp dẫn to lớn. Đừng nói hắn chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể từ nơi này bay lên. Nhưng mà Tiêu Phàm rất nhanh đã nghĩ ra một cách, tay trái nắm một chuôi hắc sắc hung đao, một cỗ hung lệ chi khí vô cùng đáng sợ bắn ra. Phập một tiếng, hung đao cắm vào trong vách đá, mặc dù là đoạn đao nhưng vẫn vô cùng sắc bén, sau đó tay phải lại lấy ra tu la kiếm, lần nữa cắm vào bên trong vách đá. Cứ như vậy, Tiêu Phàm từng bước một leo lên phía trên, đáng tiếc, cuối cùng hắn đến đao kiếm trong tay cũng không nâng nổi nữa. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả tu la thần dực cũng thi triển ra, nhưng chỉ ngược lên được khoảng 10 trượng, Tiêu Phàm rốt cục triệt để từ bỏ. Đừng nói hắn có thể dọc lên theo đường cũ trở về hay không, riêng cô áp lực thật lớn kia, liền ép đến mức toàn thân hắn sắp nát ra. Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn ngược lên còn chưa được nửa đường, muốn rời khỏi từ bên trên là không có khả năng. Suy suy, Tiêu Phàm tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm cả người nhanh chóng nhảy xuống dưới, ở chỗ này tiếp tục kiên trì đã không còn ý nghĩa gì. Trong lòng hắn phỏng đoán, nơi này rất có thể chính là phía trên ngũ hành phong ấn dùng để phong ấn quái vật, bởi vì chỗ này có đầy đủ đặc điểm phong ấn. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm trở nên ngưng trọng, ngũ hành phong ấn để làm cái gì, hắn rất rõ ràng, đây chính là tường thành phong ấn của thế giới. Chẳng lẽ nơi này chính là tường ngăn giữa hai thế giới sao? Tiêu Phàm run run, so với việc cái thông đạo này dẫn đến một thế giới khác, hắn tình nguyện tin tưởng lần này chính là trọc mệnh thiên vĩ. Tụt mấy trăm trượng, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, áp lực rốt cục biến mất, chỉ là lực hấp dẫn vẫn còn. Nhưng nhờ có tu la kiếm cùng đồ thần đao, Tiêu Phàm muốn dừng lại trên vách đá dựng đứng, cũng là chuyện rất đơn giản. Trong quá trình trượt xuống, Tiêu Phàm phát hiện một việc đặc biệt khác, đó chính là vết kiếm cùng vết đao lúc hắn đi lên để lại, vậy mà đều biến mất hết. Rất hiển nhiên, vách núi này cũng có năng lực tự động khôi phục. Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Phàm tiếp tục trượt xuống phía dưới, phía trên không thể rời đi, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi từ bên dưới. Nhưng theo thời gian không ngừng rơi xuống, Tiêu Phàm cũng càng ngày càng lo lắng. Hô, hô, đột nhiên, một tiếng kêu kỳ quái từ phía dưới truyền đến, Tiêu Phàm cau mày một cái, tiếng kêu này khiến hắn có mấy loại cảm giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu vai Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh,
chính là tiểu kim, trước đó vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm đem nó bỏ vào trong tiểu thiên địa. Hô hô, cùng lúc đó, Tiêu Phàm bên tai lại truyền tới cái này thanh âm, nhưng mà lần này tiếng kêu lại phát ra từ chỗ tiểu kim, nhưng Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tiêu Phàm con người khẽ run lên, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh nói, khó trách ta vừa rồi cảm giác tiếng kêu này có chút quen thuộc, thì ra là tiếng lẩm bẩm. Nơi này chính là bóng đêm vô tận, sao có thể có tiếng lẩm bẩm chứ? Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, chậm rãi trượt, lần này hắn không dám sử dụng tu la kiếm cùng đồ thần đao, sợ tiếng kêu kinh động đến thứ sống ở trong này. Thùng thùng, hô, lúc trượt thêm mấy trăm trượng, Tiêu Phàm lại nghe được một tiếng kêu khác, tiếng kêu kia hòa với tiếng gào thét, vô cùng có tiết tấu. Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể khẳng định, ở đây khẳng định có sinh vật tồn tại, bởi vì trừ tiếng lẩm bẩm ra, hắn còn nghe thấy tiếng tim đập. Hơn nữa từ tiếng tim đập có thể phán đoán, hình thể của nó không nhỏ, cách mấy trăm trượng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở, cũng đủ để chứng minh điều này. Nhưng mà Tiêu Phàm không hề dừng lại, hắn cũng rất muốn nhìn xem ở phía dưới rốt cuộc có thứ gì, lần này, Tiêu Phàm một lần đi xuống 700.800 trượng cự ly. Đột nhiên, phía dưới phóng lên từng đạo huyết sắc quang mang vô cùng mông lung, nhưng Tiêu Phàm đã có thể nhìn rõ hết thảy. Cái xương mù màu máu không có gì đặc biệt, chính là mệnh chọc chi khí, xuyên thấu qua mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm nhìn thấy một thân ảnh to lớn nằm dài trên mặt đất. Với nhãn lực của Tiêu Phàm, trong nháy mắt nhìn ra hình dạng của quái vật, trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ nhìn hình thể thì phải lớn tầm mấy trăm trượng, chỉnh thể hình tròn tròn, tựa như một cái huyết sắc khí nang đang rung động, nó không có lân giáp cứng rắn, ngược lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng mềm mại. Viên hình khí nang mọc ra rất nhiều con mắt, bất quá lúc này tất cả đều đóng chặt, mặc dù mù, nhưng này từng cái xúc tu to lớn vũ động trong không trung, động tác mềm mại phiêu giật. Đếm sơ qua, nó tổng cộng có 8 cái xúc tu, mỗi xúc tu giống như thần tiên, có thể tùy tiện quất nát tu sĩ chiến thánh cảnh. Đến nơi này, cái tiếng lẩm bẩm giống như tiếng sấm vậy, cực kỳ to, tiếng tim đập cũng giống như tiếng trống, toàn bộ hư không đều đang rung động. Bạch tuộc thật lớn, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem hai quái vật khổng lồ, ực ực nuốt mấy ngụm nước bọt. Hắn đã trải qua hai đời, còn chưa bao giờ nhìn thấy bạch tuộc lớn như vậy, cái này mọi người băng tuyệt đối là bạch tuộc bên trong vương giả. Chờ chút, Tiêu Phàm đột nhiên giống như nghĩ ra điều gì, đám Trương Văn Cẩn từng nói, nơi này phong ấn là Trọc Mệnh Thiên Vĩ, ta mặc dù chưa thấy qua Trọc Mệnh Thiên Vĩ, cũng không biết bộ dáng của nó thế nào. Nhưng mà nguyên một đám xúc tu to lớn kia, chẳng phải giống như từng cái đuôi to lớn hay sao? Nghĩ đến điểm này, Tiêu Phàm không khỏi hít vào một hơi, trong lòng cực kỳ mất bình tĩnh, chẳng lẽ bạch tuộc to lớn này, chính là Trọc Mệnh Thiên Vĩ lấy thọ nguyên vạn linh làm thức ăn? Vốn dĩ còn muốn cẩn thận tới gần bạch tuộc kia, sau đó nhìn phải chăng có thể từ phía dưới rời đi, nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm vội vàng bỏ đi cái ý nghĩ này. Nếu như cái này thực sự là Trọc Mệnh Thiên Vĩ, coi như hắn có 100 cái mệnh, thậm chí 1 vạn cái mạng, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Tiêu Phàm rất may mắn bản thân không có xúc động, bằng không làm sao chết đều không biết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, đối mặt quái vật khổng lồ này, hắn là một chút biện pháp đều không có. Mặc dù bây giờ vẫn còn đang ngủ, trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng tỉnh lại, nhưng tốt nhất vẫn là đừng đi mạo hiểm. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, có thiên cơ đồ cùng những cái truyền tống hồn văn kia, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ hư không trận văn, hẳn là sẽ rời đi nơi này. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tiên nhượng bộ hồn thú, nhưng mà hắn cũng không thể không nhượng bộ. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân nổi da gà, thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận. May mà ở chỗ này hắn có thể hành động tự nhiên, không chần chờ chút nào. Tiêu Phàm nhanh chóng bay về phía không trung, ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn lại. Khiến hắn kinh hãi là, một đạo sắc bén bóng roi, tựa như dành thời gian chung quanh không khí, chớp mắt liền đi tới gần chỗ hắn. Cái xúc tu nhìn qua rõ ràng yếu đuối vô cùng kia, giờ phút này lại giống như thần như tiễn, xuyên thủng thiên vũ. Oanh, nói thì chậm, đến thì nhanh, Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đạo kia bóng roi kia uổng công vô ích. Trực tiếp quất vào trên vách đá dựng đứng, trên vách đá dựng đứng trong nháy mắt cát bay đá chạy,
bụi bặm tràn ngập. Gào một tiếng giống giận dữ vang vọng trong hư không, hóa thành sóng âm đáng sợ trùng kích bốn phía, không khí thiếu chút nữa vỡ vụn ra, bát chảo quái vật phẫn nộ vì không giết chết được Tiêu Phàm. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên trong tiểu thiên địa, không khỏi sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, đầu vai hắn chảy xuống máu tươi. Chút thương đó đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng hắn cảm giác sói mòn không ít huyết khí, Tiêu Phàm có thể khẳng định, bát chảo quái vật này chính là Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Chỉ là hắn không hiểu là, tại sao Trọc Mệnh Thiên Vĩ không cướp lấy thọ nguyên của mình. Hơn nữa, Trọc Mệnh Thiên Vĩ có thể làm cho đám Lục Bá Hậu, Trương Văn Cẩn đều e ngại như vậy, thực lực sao chỉ có thể như vậy chứ? Nếu như Trọc Mệnh Thiên Vĩ là chiến thần cảnh, hẳn là tùy ý có thể giết chết hắn. Tiêu Phàm tự cho rằng bản thân không yếu, nhưng trước mặt chiến thần cảnh, đoán chừng cũng chỉ là kiến mà thôi. Đúng rồi, Lục Bá Hậu nói, mệnh cách của mình tương đối cứng rắn, có thể không sợ mệnh chọc chi khí, có lẽ, Trọc Mệnh Thiên Vĩ sở dĩ không cách nào thôn phệ thọ nguyên của mình, cũng là bởi vì mệnh cách của mình cường đại. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn cũng không biết đến cùng mệnh cách của mình thế nào, nhưng nhìn từ công kích vừa rồi của Trọc Mệnh Thiên Vĩ, Tiêu Phàm cảm thấy mệnh cách của mình còn cường đại hơn mình tưởng tượng. Đương nhiên, mệnh cách chỉ là một mặt, cũng không thể nói rằng Tiêu Phàm chắc chắn không chết, vừa rồi nếu như né tránh không kịp lúc, có khả năng hắn chôn thân ở chỗ này. Vận chuyển bất hủ chi lực, thương thế trên người Tiêu Phàm rất nhanh liền phục hồi như cũ, hắn hiện tại lo lắng chính là Trọc Mệnh Thiên Vĩ có thể tìm tới tiểu thiên địa hay không. Nếu như có thể tìm tới nơi này, vậy coi như thảm, với thực lực của hắn, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới dám xuyên thấu qua tiểu thiên địa đi cảm ứng biến hóa ở xung quanh, không điều tra còn tốt, vừa dò xét một cái liền khiến Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, chỉ thấy một con mắt lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cái ánh mắt kia, hiện ra một tia cười lạnh, giống như cực kỳ khinh thường hắn trốn vào tiểu thiên địa vậy. Tiêu Phàm trong lòng lộp bộp một cái, con người bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, chẳng lẽ bị phát hiện. Hô một tiếng, Tiêu Phàm không dám đánh cược, lần nữa xuất hiện ở bên trong hắc sắc thông đạo, trước mặt bát chảo quái vật, Tiêu Phàm lộ ra sự nhỏ bé vô cùng, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, nhanh chóng trốn về một bên. Chỉ một thoáng, Tu La Thần Dực xuất hiện ở phía sau, Tu La Thần Thể, Thần Long Huyết Mạch, Vô Tận Chiến Hồn đồng thời thi triển, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lơ lửng lên đỉnh đầu, tung ra từng sợi huyền diệu sương mù bảo hộ ở quanh thân Tiêu Phàm. Tay trái hắn cầm Tu La Kiếm, tay phải cầm Đồ Thần Đao, Tu La Chi Lực cùng Bất Hủ Chi Lực đồng thời vận chuyển, tư thế toàn bộ triển khai, cũng không dám giữ lại chút nào. Đây là đối thủ mạnh nhất mà Tiêu Phàm từng gặp trong từng ấy năm, không phải một trong. May mắn là những mệnh chọc chi khí đó không làm gì được Tiêu Phàm, bằng không hắn đã sớm phế. Những cái xúc tu của Trọc Mệnh Thiên Vĩ rất nhanh, giống như từng cái roi tại vũ động quanh thân Tiêu Phàm, hắn không dám cách Trọc Mệnh Thiên Vĩ quá xa, một khi rời khỏi Trọc Mệnh Thiên Vĩ, những cái xúc tu kia chắc chắn sẽ gào thét đánh tới, đến lúc đó chắc chắn không thể trốn được đi đâu. Cách Trọc Mệnh Thiên Vĩ càng gần, độ linh hoạt của xúc tu lại càng thấp, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể bắt lấy nhược điểm này của nó. Nhưng mà, khiến Tiêu Phàm không nghĩ tới là, xúc tu đột nhiên đan xen tạo thành cái lưới lớn, bao phủ xuống phía dưới. Xa xa nhìn lại, xúc tu đan xen thành lưới lớn kia càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng gần, một khi tới gần, hắn sẽ không còn con đường nào để trốn. Tiêu Phàm không dám chần chờ, Tu La Thần Dực dương ra, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, chân đạp kiếm bộ xuyên qua khe hở giữa cái lưới kia, tốc độ cũng đạt tới cực hạn của hắn. Mắt thấy sắp xông ra được khỏi cái lưới lớn kia, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cục hiện ra tiếu dung, cũng ngay tại lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, giống như chờ sẵn ở chỗ này vậy. Đáng chết! Tiêu Phàm giận mắng, thực lực của Trọc Mệnh Thiên Vĩ vượt xa tưởng tượng của hắn, dù không phải Moyonekmi chiến thần cảnh, có lẽ cũng chênh lệch không xa. Cũng may Trọc Mệnh Thiên Vĩ không thôn phệ được thọ nguyên của hắn, chỉ có thể công kích hắn. Một tiếng vang thật lớn. Xúc tu to lớn hung hăng vọt về phía Tiêu Phàm nhanh chóng lui lại, cũng thuận tiện dùng Tu La Kiếm cùng Đồ Thần Đao ngăn cản trước người. Kỳ thật Tiêu Phàm nghĩ đến đầu tiên là dùng hư không cổ kính ngăn cản, nhưng hư không cổ kính chỉ có thể ngăn cản cùng bắn ngược lại công kích bằng hồn lực,
đối với công kích vật lý căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng tu la kiếm cùng đồ thần đao ngăn lại cái xúc tu kia, đáng tiếc cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, Tiêu Phàm thân thể bị đánh bay, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa thì nổ tung, gãy mấy cái xương sườn, thân thể hắn như đạn pháo, hung hăng đâm vào trên vách đá, thân thể Tiêu Phàm khảm vào trong đó. Hắn không dám dừng lại một phút nào, trong nháy mắt, lại có mấy cái xúc tu gào thét đánh tới, tốc độ nhanh như sét đánh, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Tiêu Phàm. Nó đến cùng là quái vật cấp bậc gì chứ, sao lại mạnh như vậy? Tiêu Phàm tức giận mắng không thôi, đây là lần đầu tiên hắn bất đắc dĩ như vậy, đến năng lực phản kháng đều không có. Ầm ầm ầm, lúc Tiêu Phàm vừa rời khỏi vách đá, mấy cái xúc tu giống như thần kiếm cắm ở trên vách đá. Đá bắn tứ tung, quỷ dị là, vách đá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng mà Tiêu Phàm bây giờ không có thời gian quan sát điều này, tâm trí của hắn toàn bộ rơi vào trên người Trọc Mệnh Thiên Vĩ, ý nghĩ duy nhất là chạy trốn. Đến trốn vào tiểu thiên địa cũng vô dụng, trốn vào không gian bí cảnh tất nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Con đường chạy trốn duy nhất của hắn là lên trên, nhưng cho dù là không trung, hắn có thể bay lên, vậy Trọc Mệnh Thiên Vĩ lại không thể sao. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn chạy trốn lên bên trên, dù chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, lại có một cái xúc tu từ phía dưới bay vụt lên, Tiêu Phàm trực tiếp dùng đồ thần đao cùng tu la kiếm ngăn trước ngực, hư không cổ kính cũng bảo vệ trái tim, càn khôn định thiên đỉnh bảo vệ đầu, những biện pháp có thể bảo vệ an toàn, Tiêu Phàm đều không buông tha. Không hề nghi ngờ, cái roi hung hăng quất vào tu la kiếm cùng đồ thần đao. Lực phản chấn đáng sợ chấn động đến mức Tiêu Phàm liên tục ho ra máu, nhưng mà thân thể hắn cũng bị sức mạnh đánh bay ra. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra tiếu dung, hắn chỉ cảm thấy kình phong đang tàn phá bên tai, thân thể hắn đã đến bên bờ sụp đổ, đột nhiên bất hủ chi lực, bạch sắc thạch đầu ào ạt xông vào. Thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, trong quá trình hắn bay ngược ra, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo huyết sắc quang ảnh nhanh chóng tới gần. Rất hiển nhiên, cái kia chính là Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Trọc Mệnh Thiên Vĩ vậy mà đuổi theo. Hơn nữa, nơi nó đi qua, tất cả hắc ám đều bị xua tan, lộ ra huyết sắc thân thể khổng lồ. So với tốc độ của Trọc Mệnh Thiên Vĩ, Tiêu Phàm nhanh hơn mấy phần, vừa rồi hắn sở dĩ cường ngạnh chống lại một kích của Trọc Mệnh Thiên Vĩ, chính là muốn mượn lực rời khỏi nơi đây. Hắn mặc dù sẽ thụ thương, nhưng dưới sự trùng kích kia, tốc độ chạy trốn của hắn hiển nhiên nhanh hơn tự bản thân vận động rất nhiều. Nhưng mà càng lên cao, tốc độ của Tiêu Phàm càng chậm xuống, hắn không dám dừng lại, dùng hết toàn lực leo lên bên trên. Tiêu Phàm thỉnh thoảng quay đầu, Trọc Mệnh Thiên Vĩ trong mắt hắn càng lúc càng lớn, cứ như vậy, đuổi kịp cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng lẽ phải tiếp tục chịu một kích của nó. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có một loại xúc động muốn thổ huyết, hắn trong lòng vô cùng ủy khuất. Lúc nào Tiêu Phàm hắn bị một đầu xúc sinh đuổi theo đến chật vật như thế chứ? Đây là lần đầu tiên, cả hai thực lực chênh lệch quá xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.